Nhìn chung thì cái bài này giống như bài nhắc lại giống mô đun tiêu hóa của mình thôi. Các bạn đây mô đun tiêu hóa giỏi quá rồi, tới làm cái phần giải phẫu ra nghiệm phẫu của mình rồi giúp cái thần thần toàn 90 không đúng không? Thì cái vấn đề cái này bài này là quay thôi, không có vấn đề gì hết. Cái đầu tiên của ngoại khoa thì khi nào của ngoại giải phẫu nhắc lại thôi, còn các bạn ai chưa học học ai nhớ không nhớ thôi, tuyên truyền hết. Tuy nhiên nên nhớ cái vấn đề về tắc mật thì mình phải hiểu cái bản chất của cây là mình, cái đó là bắt buộc phải có. Còn vấn đề về trong trường hợp trong gai như thế nào các bạn có thể không nhớ được, nhưng cây đường mật của các trường mật kính thì các bạn nên nhớ. Về vi thể các bạn có thể không nhớ, vì đã thể thì các bạn chịu khó nhớ được đi. Giờ thứ hai là các bệnh lý thường gặp, thì các bệnh lý này thì nhìn chung thì trên lâm sàng các bạn nếu các bạn đi cả nội khoa và ngoại khoa thì có thể gặp hết. Tuy nhiên thì đối với ngoại khoa của mình thì các bạn sẽ tập trung vào chủ yếu của các bệnh lý về sau, tức là tắc mật thôi, và thứ hai là chính là các cái đau phòng mật. Tức là tắc mật là các cái vấn đề về vàng da sau gan, còn về các vấn đề trước gan tại gan cái vấn đề đó nội khoa. Tuy nhiên thì trong bài này do mình nói về các bệnh lý đó thì mình có thể gặp tới. Thứ hai ba đó là triệu chứng lâm sàng, thì ai đây anh ở đây các triệu lâm sàng giỏi hết rồi, đi qua nội khoa chưa? Đi qua khoa nội chưa? Đi lâm sàng chưa? Đi lâm sàng nhóm nào đang đi ngoài tiêu hóa, khoa nội tiêu hóa hôm nay con? Nội tiêu hóa không lẽ đi lâm sàng mà không có thế nào đi nội tiêu hóa gì? Ngoài tiêu hóa đây đi lâm sàng nguyên một lớp như thế này mà có một đứa đi nội, một đứa đi ngoại thôi. Còn lại là đi thực hành cái gì? Thực hành căng tin, thực hành là gì? Thành ra nên rồi thì cái thứ ba tôi nói là các cái nhóm gì là các cái bệnh sản, bệnh sản thì nó hơi phức tạp tí, cho nên thôi thì có các bạn phải nhớ thêm, vì sau đó thì thực ra phức tạp thì nó cũng không phức tạp đâu, các bệnh lý trên chung nó có thể sử dụng cái đó từ đơn giản, từ đơn giản ban đầu cho tới ít xâm lấn và tới xâm lấn, theo mình cứ làm từ từ như vậy thì các bệnh lý nhìn chung nó đều giống nhau hết. Và cuối cùng là mình tổng hợp lại và điều trị từng một bệnh lý trên một bệnh nhân vàng da, hay nói chung hơn là có thêm vàng da tắc mật này. Thì nhắc lại về giải phẫu gan tí, thì các bạn giải phẫu gan thì nó hơi mình nói qua qua thôi, chứ mình chủ yếu là về phân kỳ thôi, tức là cắt cho phân chia hạ phân kỳ của gan, mình nhớ như đó là được rồi. Thì thông thường một mỗi gan thì nó là một cái tạng đặc lớn trong cơ thể, khoảng tầm 2 cân á, 2 cân cộng thêm khoảng cân máu là 3 cân. Yeah. Thì nó thông thường nó sẽ chia làm hai, theo cái giải phẫu kinh điển á thì nó sẽ chia làm hai vì là gan phải và gan trái, thêm hai vì nhỏ ở mặt tạng là vì đuôi và vì buồng. Thì nó về giải phẫu kinh điển mình có 4 vì như vậy, trong đó thì vì gan thì phải và vì trái thì mình thấy là ở cả hai mặt mặt tạng và mặt phẳng, trong đó thì đuôi và vì buông thì mình chỉ thấy ở mặt tạng đó thôi. Còn giải phẫu hiện đại á thì đặt nền móng và bắt đầu từ năm 1957, thì cái ông gì mình cũng quên tên, không nhớ tên đâu, nhớ cái năm 1957 thôi. Thì ông đó chia theo cái đường đi của giải phẫu của gia đình được cửa. Về sau thì sẽ có những cái quan điểm khác nhau theo của ông, của thầy Tô Phước Tùng, thì thầy đi theo đường mật hoặc là theo cái phối hợp của mặt mật nói chung. Thì nhìn chung á, các cái phương pháp đó thì nhìn chung nó cũng chia ra thành ra mình 8 hạ phân kỳ thôi. Trong đó thì mình sẽ có một cái, mình sẽ lấy một cái đường từ ở đây đi xuống này, từ từng mật trên gan đi xuống. Thì theo như cái về nhà phẫu của mình thì nó sẽ tương ứng với từ từng mật chủ đi xuống cái chỗ của phổ thức vật đất, đi xuống. Thì khi đó nó sẽ chia ra thành hai phần là gan phải và gan trái. Trong đó đối với gan trái á, đối với gan phải thì mình sẽ có đường mật trên gan phải, và đối với đường mật từ mặt trên gan phải và từ mặt trên gan trái lại chia tiếp thành hai phân kỳ nữa. Thì bên này thì mình sẽ có phân kỳ trước và phân kỳ sau, bên này thì mình sẽ có phân kỳ giữa và phân kỳ bên.
thì đôi khi một vài tài liệu của phần thì dựa này thì nó gồm một và bốn. Bốn nó lại được chia thành bốn A bốn B. Một người ta còn gọi là phân tử lưng nữa. Cho nên đôi khi các bạn sẽ nghe thấy cái phân tử lưng là chúng ta số một nó nằm sau phía sau, cho nên người ta sẽ gọi là phân tử lưng. Thì cái tĩnh mạch cửa của gan phải đó là mình nói tĩnh mạch trên gan tới cái phần của tĩnh mạch cửa gan phải và tĩnh mạch cửa gan trái nó lại tiếp tục chia. Cái này nó hơi khác nó một chút so với giải phẫu của các bạn nghe. Trong giải phẫu trong sách của các bạn thì là cái đường cái dây chằng và cái dây chằng mà dây chằng liềm nó sẽ chia bên gan trái ra thành phân tử bên và phân tử bên và phân tử giữa. Tuy nhiên thì sẽ có những cái trường hợp mà dây chằng liềm nó với tĩnh mạch gan trái nó không giống nhau. Đây là mình đang nói về các phân chia theo tĩnh mạch. Rồi thì đối với bên này thì mình sẽ có tĩnh mạch cửa thì nó sẽ chia ra thành cửa phải và trái của nó là tiếp tục tách ra thành phần trên và phần dưới. Phần trên thì mình có 8 và 7 và phần dưới thì mình có 5 và 6. Cái này hơi phức tạp hơi khó nhớ một tí. Ở bên này thì mình có dưới thì 2 và trên dưới là 3 trên là 2. Theo cái này thì mình sẽ nhớ theo hình kim đồng hồ. Đấy 1 2 3 4 5 6 7 8 đó là theo cái chiều kim đồng hồ. Thì đó là mẹ mình nhớ. Và cái này thì nãy nói rồi, cái này chẳng qua mình tự chân thêm thôi để cho mình bộc lộ ra thôi. Nó cũng theo cái chiều kim đồng hồ. Đây là nhìn từ trước và sau thì mình phân tử lưng này, một còn gọi là phân tử đuôi hay là phân tử lưng đó, vì nó nằm sau gần sát lưng, nó nằm gần sát tận cửa cho nên người ta gọi nó là phân tử lưng. 1 2 3 4 5 6 thì phía sau 6 và 7. 7 thì đúng ra nằm ngoài hơi ngoài tí, sau ngoài và cuối cùng quay lại 8. Rồi, tiếp theo đó chúng ta tới cái đường mật, có thể là giải phẫu đường mật. Giải phẫu đường mật thì cái phần trước này các bạn không cần nhớ được. Cái phần bao gồm từ tiểu quản mật cho tới các vấn đề bên trong. Đấy là vấn đề về vi phẫu thì các bạn học về mô học. Còn bây giờ thì nó sẽ tập trung nó trung thành các cái ống gan lớn. Ví dụ như nó cũng đi theo cái đường tĩnh mạch thôi. Thì mình sẽ có bên này thì mình sẽ có phân tủy. Bên này mình có gan phải thì mình sẽ có phân tủy trước và phân tủy sau. Thì đây mình cũng sẽ có hai ống gan là ống gan từ trước và ống gan từ sau. Ống gan từ trước thì nó được gọi là hai cái ống đó là ống gan phân tủy số 5 và phân tủy số 8. Và bên này mình có hai thằng là số 6 và số 7, tức là phân tủy thôi. Ống gan phân tủy sau nó hợp lại tạo thành ống gan phải. Còn bên này thì ống gan trái nó hợp với ba cái là 2, 3 và 4. Trong đó cái thằng số 1 nó không theo ai đấy, nó trung dung. Thậm chí cả mạch máu nó cũng hơi khác, tức là thằng số 1 có thể đổ về phải, có thể đổ về trái hoặc là đổ về cả hai, hoặc là còn mạch máu thì nó có thể đổ trực tiếp vào tĩnh mạch cửa luôn, hoặc là đổ trực tiếp vào tĩnh mạch chủ luôn, chứ nó không có đổ về hai cái thằng bên này. Cho nên thằng 1 nó hơi trung dung tí, cho nên đôi khi người ta tách nó ra thành phân tử lưng chứ không chung trong cái phân tử giữa. Như vậy thì tổng quan lại thì đây là đường mật trong gan. Các bạn thấy một cái đường người ta vẽ ngang qua đây không? Thì đây là đường mật. Từ đây lên là đường mật trong gan. Như vậy đường mật ngoài gan thì sau khi các cái ống gan phân tủy trước sau và ống gan bên trái này thì ông bao gồm ống gan phân tủy bên và phân tủy giữa. Thì phân tủy giữa thì nó là từ cái thằng của số 4 là đỉnh. Thì sau khi nó hợp lại thằng thì mình sẽ có hai ống gan phải và ống gan trái từ đây đi ra, đó chính là đường mật ngoài gan. Và hai ống gan này sẽ hợp lại thành ống gan chung. Ống gan chung đi xuống cùng với ống trung mật tạo thành ống mật chủ và đi xuống đây thì các bạn quá giỏi rồi, đúng không? Vẽ mà đứa nào cũng vẽ đúng hết. Còn lỗ trúng hay không thì không biết này. Về hệ thống mạch máu thì cái này mình không có đề cập tới, nhưng nhìn chung hệ thống mạch máu thì nó sẽ đi chung với nhau, mạch động mạch, tĩnh mạch và tĩnh mạch cửa và ống gan nó sẽ đi chung với nhau tạo thành các cái cuốn gan, hay còn gọi là các cuốn như phần tử đó. Thì cái đó mình không có đề cập tới trong này. Cái giải phẫu đó thì các bạn đề cập tới hơn, các bạn nhắc lại từ ôn lại sau phải ôn lại thêm. Còn cái này thì mình đề cập tới cho các bạn lấy mắt tí thôi, chứ thật ra thì sau này ai học cũng cần quan tâm. Thì bây giờ thì giới thiệu thôi, vì nó sẽ có rất là nhiều biến thể giải phẫu. Đây là mới nói riêng về đường mật thôi, chứ chưa nói riêng về ống mật này, túi mật này. Túi mật nó cũng có nhiều biến thể đi trang như thế này. Giờ cho nên cái vấn đề biến thể thì ai sau này ai học về cái giải phẫu thì các bạn để ý. Anh học về một là nghiên cứu giải phẫu, hai là nghiên cứu học về ngoại khoa, các bạn nhớ để ý.
Còn bây giờ các bạn không có học về ngoại khoa cũng không có học về giải phẫu mà chỉ học về khoa môn thì không cần giới được. Được anh, cái này thì cái lần này thì có giỏi rồi không có đề cập tới được anh. Tùy đã nói hoài đến hoài rồi. Thì các bạn lý thường gặp mình sẽ chia thành bốn cái nhóm bệnh lý. Trong đó cái nhóm bệnh lý đầu tiên là chấn thương vết thương này thì mình sẽ gặp trong cái hội chứng chảy máu trọng, chảy máu trọng. Vì đây của tùy y và tùy y gan và tùy y đều là giờ tạm đặt hết, cho nên chấn thương và vết thương các tạng này nó sẽ kết hợp với hội chứng chảy máu trọng và hội chứng viêm phúc mạc kèm theo. Mình sẽ có ba cái bệnh lý này là bệnh lý nhiễm trùng, bệnh lý lành tính và bệnh lý ác tính. Trong đó thì hai cái bệnh lý mà mình hay gặp trên lâm sàng đó là bệnh lý ác tính và bệnh lý nhiễm trùng. Bệnh lý lành tính nó cũng có chủ yếu đối với cái đơn đa mục tùy này, đó chính là sỏi đường mật hay là sỏi đường mật. Tuy nhiên thì nó ít khi nó đi đơn lẻ mà nó thường kèm theo hội chứng nhiễm trùng kèm theo. Rồi cái này thì cũng có biết thêm chưa? Thì đối với gan thì mình sẽ có rất là nhiều bệnh lý, trong đó u tân sinh lành tính thì mình gặp rất là nhiều, nhưng mà niêm mạc u máu gan gặp rất là nhiều, u tuyến adeno cũng gặp rất là nhiều, và các cái tăng sẽ để tăng sản tiền nốt này cũng gặp khá nhiều. Những cái trường hợp mà tăng sản tiền nốt thông thường đó kích thước nó dưới 3 cm và kích thước nó không có thay đổi đáng kể theo thời gian, thì đó những trong trường hợp này là khả năng là tại cái u lành tính này. Rồi đối với các cái u tân sinh ác tính, ví dụ như là các ung thư biểu mô âm, ung thư gan nguyên phát, thì ung thư gan nguyên phát mình sẽ có rất nhiều nhóm, mình sẽ lấy từ theo thông thường thì mình sẽ phân chia theo các loại tế bào, nguồn gốc của tế bào. Thì theo từ nguồn gốc của tế bào gan thì mình sẽ có hai cái thằng, đó chính là thằng ung thư biểu mô tế bào gan và thằng thứ hai đó chính là ung thư nguyên bào gan. Còn các cái tế bào khác xuất phát từ các tế bào khác mà trong gan đó, thì mình sẽ có ung thư biểu mô đường mật trong gan. Bên này thì mình có HCC, ung thư biểu mô tế bào gan là HCC, ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát là HCC, còn ung thư biểu mô đường mật trong gan là ICC, các ICC. Thì mai mốt các bạn đi lâm sàng, đôi khi các bạn gặp các cuộc người đó mình biết thêm. Và các cái bệnh lý khác từ các cái u của mạch máu, sắc khô mạch máu và các cái u nội mô mạch máu thì nó xuất phát từ các cái tế bào khác, không phải là từ gan nhưng nó nằm trong biểu mô gan. Thì tí nữa các vấn đề về ung thư biểu mô đường mật trong gan thì nó cũng nằm trong ung thư đường mật luôn. Và vấn đề ác tính thì thường gặp hơn đối với gan, cái này còn thường gặp hơn cái vấn đề này. Ung thư ác tính và di căn gan còn gặp nhiều hơn cả cái thằng này. Thì trong tuần sau thì nó sẽ chia ra thành hai nhóm chính, và là nhóm ung thư đại trực tràng và nhóm ung thư thần kinh nội tiết. Nhưng mình không hiểu vì sao sau đây nó lại không có đưa thằng ung thư dạ dày và ung thư buồng trứng vào, mà nó lại chia theo thằng ung thư đại trực tràng, ung thư thần kinh nội tiết và các ung thư di căn khác. Và trong khi trên thực hành lâm sàng các bạn thấy ung thư dạ dày, ung thư buồng trứng cũng di căn gan khá là nhiều, thậm chí là các cơ quan xa hơn nữa, không phải là trên cái này, các cái ung thư tuyến tiền liệt, ung thư xương, ung thư phổi nó cũng di căn gan. Cho nên cái bệnh lý ung thư nó chiếm hầu rất là nhiều trong cái bệnh lý ác tính, và thậm chí nó cũng nổi trội tương đương với bệnh lý lành tính. Về các cái bệnh lý lành tính khác thì mình sẽ có các cái nang gan đơn độc và nang gan. Thì cái nang gan này thường đi kèm theo cái áp xe gan, tức là các cái công thức dạng nang ở trong gan. Thì nang gan này nó có thể là không bội nhiễm, mà nhưng nó còn có thể là bội nhiễm đã tạo thành áp xe gan. Còn cả đôi khi nó sẽ là có những cái bệnh cảnh khác, ví dụ như là xuất huyết trong nang. Thì đó là các bệnh cảnh có thể gặp. Và bệnh cảnh nội khoa thì mình sẽ có viêm gan và sơ gan. Lâm sàng cũng hay gặp rất là nhiều viêm nội khoa, mặc dù nó chỉ có hai cái kiểu thôi, viêm gan, sơ gan, nhưng thực hành lâm sàng các bạn đi nội khoa gặp rất là nhiều. Như vậy thì mình chú ý nhóm hay gặp về ngoại khoa là ung thư di căn gan và các ung thư ác tính mà ung thư gan nguyên phát. Còn cái thằng mà ung thư lành tính này, ung thư nang gan đơn độc này có thể gặp, nhưng đa số trường hợp không có triệu chứng và chỉ phát hiện tình cờ thôi. Còn áp xe gan này cũng hay gặp. Áp xe gan này tuy nhiên thì đa số đều điều trị nội khoa, chủ yếu đa số trong nhiều trường hợp thì nằm ở viện nội khoa trước. Rồi tới cái bệnh lý đường mật thì mình cũng sẽ chia thành các nhóm từ lành tính cho tới nhiễm trùng như thế ác tính. Thì đối với lành tính thì mình sẽ có sỏi mật thì rất là thường gặp, và kết hợp với các biến chứng của nó, tức là các biến chứng của liên quan đến vấn đề viêm đường mật hay là nhiễm trùng, nó luôn đi kèm với nhau, hầu như khó tách rời nhau. Được chưa? Thì sỏi mật nó bao gồm cả sỏi túi mật, sỏi đường mật trong gan, sỏi đường mật ngoài gan, sỏi đường mật trong gan ngoài gan thì sỏi đường mật chính đó. Và
Sơ hệ trường mật này có thể là nguyên pháp hoặc là phương pháp ví dụ như các bạn đang chịu cái vùng cơ bản bất định, các bạn làm sơ hệ cơ bản bất định, các bạn đắp cơ bản bất định, sau đó nó biến hướng xấu, các cái hệ cơ bản bất định hoặc là sơ hệ đường mật nguyên pháp, nó là trong những cái nguyên cơ của gây ra các bệnh cảnh ICC, tức là ung thư đường mật, CCC tức là hoặc là ICC tức là ung thư đường mật. Ngoài ra CCC nói chung là cũng ung thư đường mật luôn, nó chia thành ICC tức là trong gan ngoài gan đó. Và bệnh lý, một bệnh lý lành tính là cũng có thể gặp, các bạn có thể gặp trên lâm sàng, đó chính là nang máu bọc trụ. Mình nói vậy thôi, nhưng nang máu bọc trụ lâm sàng các bạn sẽ gặp chứ. Thì bây giờ nói thế thì mình đâu có học về bệnh lý đâu đúng không? Cho nên nói sâu các bạn cũng không có biết đâu. Mà thậm chí bây giờ các bạn chỉ quan tâm con môn như vậy đúng không? Và nang máu bọc trụ cũng là một bệnh lý lành tính thường gặp. Rong mật thì thông thường nó hay liên quan đến cái bệnh cảnh mà sau pha kiệt, hoặc là đôi khi là những cái bệnh cảnh của các cái sỏi lớn, ví dụ như sỏi túi mật lớn, sau đó nó gây viêm túi mật rồi ghép sỏi tử túi mật, sau đó nó lại rò vào tá tràng, thì khi đó nó nằm trong bệnh cảnh rò mật, hoặc là do mình pha kiệt sau khi mình chọc cái DVD, tức là chọc những lưu đường mật xung quanh qua da thì nó gây ra rò mật qua da, hoặc là mình can thiệp PRCP mà mình gây thủng đường mật rồi nó rò mật chẳng hạn, thì đó là những cái có thể là do đa số nó do là can thiệp là chính. Còn các bệnh cảnh nguyên tắc của nó tức là từ một cái sỏi đường mật mà rò mật tá tràng nó nghiêm trọng. Ung thư đường mật này nhìn chung hay cũng tương đối gặp, tuy nhiên thì tỷ lệ hiếm gặp hơn so với ung thư gan nguyên tắc. Polyp và ung thư túi mật cũng tương đối hiếm gặp, polyp thì nhiều nhưng ung thư túi mật thì tương đối hiếm gặp. Tuy nhiên những cái thằng hiếm này mà xuất hiện ấy, thông thường là tiên lượng hơi xấu. Rồi đối với tủy thì các bạn thấy nó sẽ có rất là nhiều thằng. Thì đầu tiên đó chính là cái bệnh lý mà hay gặp trên lâm sàng nội khoa, đó các bạn có viêm tủy cấp tính và viêm tủy mãn tính. Tuy nhiên thì nói nội khoa vậy thôi, nhưng nó cũng sẽ có liên quan đến ngoại khoa, ví dụ như viêm tủy cấp tính có gì? Viêm tủy cấp tính do tắc nghẽn liên quan đến sỏi ống bọc trụ chẳng hạn, thì nó cũng liên quan đến bệnh lý bệnh cảnh ngoại khoa của mình. Thì trong những trường hợp mà viêm tủy cấp tính do tắc nghẽn thì mình sẽ có chỉ định can thiệp PRCP cấp cứu, bất kể là có hay không có những người bệnh đó. Rồi đôi khi nó là có hay là các biến chứng, ví dụ như là nang dạ tụy, thì nang dạ tụy nó cũng là một trong những cái bệnh lý cần phải điều trị nội khoa, nếu trong những trường hợp nang dạ tụy lớn gây triệu chứng, hoặc là nang dạ tụy xuất huyết hay là nang dạ tụy bổ nhiệm thì nó cũng là liên quan đến bệnh lý ngoại khoa. Thì các bạn lưu ý là không phải là cứ viêm tụy cấp là nội khoa hoàn toàn. Và mạng tính thì nó sẽ có liên quan đến bệnh cảnh ngoại khoa trong những trường hợp mà mình phải sơ hóa vùng đầu tụy, viêm sỏi sơ hóa vùng đầu tụy gây tắc mật, thì trong đó những trường hợp đó đôi khi mình phải chỉ định cắt tủy làm phẫu thuật Frey chẳng hạn. Thì những cái vấn đề đó thì mình sau này các bạn học sau các bạn để gặp thêm. Thứ hai đó chính là một cái trường hợp rất là hay gặp trên lâm sàng, đó chính là ung thư tủy. Trong đó 95% các bạn sẽ gặp trong ung thư tủy quả tiết, 95% trường hợp, còn lại 5% trường hợp là những cái trường hợp này, 90-95% trường hợp là ung thư tủy quả tiết rồi, rất là hay gặp trên lâm sàng. Nó hay biểu hiện ở cái vùng u đầu tủy với cái triệu chứng là tắc mật là cái thằng hay gặp nhất. Còn ung thư tủy nội tiết, ung thư tủy nội tiết là các ung thư từ các tuyến đạo lên hen, thì nó rất là hiếm gặp, sau đó khoảng tầm 2-5% thôi. Còn các cái u nang tủy thì nó sẽ chia thành ba cái nhóm. Cái nhóm lần tức tức là trên lâm sàng các bạn sẽ gặp những cái trường hợp mà bệnh nhân có biểu hiện là có cái nang trong tủy á, thì nó có thể là liên quan đến cái vấn đề nang trong tủy một cái thời gian rất là dài mà không hề gây triệu chứng, hoặc là gây triệu chứng của nhẹ thôi, nhẹ nhàng thôi, tức là nằm đa số nằm ngoài vi. Thì những trường hợp này là u nang thông dịch, hoặc là các cái u nang tiết bào tuyến hay là adenom đó. Và các cái tổn thương thứ hai là tổn thương cũng có thể hay gặp, đó chính là tổn thương ung thư đó. Trong đó cái thằng IPN là cái thằng hay gặp nhất. IPN tức là cái này mình theo cái y Hà Nội nha, thấy rất là khó chịu, mang chất ngu nhú nổi chứ nhỉ. Nói chung IPN tức là intradus rồi thì đó papillo, cái thằng này m musco và mio đó. Thì như vậy thì rất là dài, nói chung là intradus trong ống rồi nhú tiếp nhầy tân sinh.
u tân sinh. Như vậy thì các bạn sẽ u tân sinh trong ống tiếp dễ tiếp nhận, được chưa? Nên rất là dài và đi Hà Nội nó giảm đi 50%, như vậy cuộc đời chúng ta nhẹ hơn tí. À, tuy nhiên muốn nhẹ hơn nữa thì nhớ cái IPN cho khỏe, được chưa? Thì đối với còn các cái vấn đề các cái u khác thì nó nghiêm trọng hơn. IPN này là cái thằng phổ biến hơn trong những cái nhóm này. Và trong cái nhóm ác tính thì cũng là adenine luôn. Adenine thì trong cái thể này là thể xâm lấn. Thể này là thể thông thường thôi, còn cái thể mà adenine này là thể xâm lấn thì thông thường nó sẽ tức là giảm hầu hết tủy và các cái tổn thương nó thường nằm hết toàn bộ trên toàn bộ ống tủy luôn. Thì cái dạng này nó thường là cái dạng này thường nó giảm toàn bộ tủy. Còn cái dạng này, cái dạng mà thể ung thư này thông thường nó chỉ giảm một cái nhánh thôi, hoặc là một cái nhóm nhỏ thôi. Thì nó không có dạng lớn. Còn cái thằng này hầu hết là nó dạng toàn bộ tủy. Rồi về lâm sàng, cái này mọi bệnh thì các bạn quá giỏi rồi. Lâm sàng thì mình sẽ chia ra thành đầu tiên là ngoại khoa, thứ hai là chính là nội khoa và thứ ba là các khoa sinh học, sản khoa đi từng thêm. Thì nội khoa, ngoại khoa thì các bạn lưu ý bệnh nhân đã từng phẫu thuật trước đây hay chưa, có phẫu thuật liên quan đến đường mật hay không. Ví dụ như một bệnh nhân đã phẫu thuật nối mật ruột chẳng hạn, thì nguy cơ mà lần này vào viện vì sốt đau hạ sườn phải thì khả năng rất cao là viêm. Cái đầu tiên các bạn nghĩ là viêm đường mật ruột dòng, vì bệnh nhân đã phẫu thuật nối mật ruột rồi, thấy chưa? Thì mình cần phải lưu ý cái tiền căn phẫu thuật và các cái bệnh lý bệnh nhân đã có trước đây, ví dụ như sỏi túi mật đã mổ chưa, sỏi gan đã mổ chưa. Thì những trường hợp đó đôi khi những bệnh nhân sẽ được có chẩn đoán. Nhiều trường hợp bệnh nhân các bạn đi lâm sàng các bạn hỏi, nhiều trường hợp bệnh nhân trước đây đã có sỏi túi mật được chẩn đoán và được chỉ định mổ rồi, nhưng bệnh nhân họ thấy họ chưa có thời gian hoặc là họ chưa sắp xếp được công việc nhà, tức là sỏi túi mật có triệu chứng đó, họ chưa sắp xếp được, họ chưa mổ. Lần này vào với một cái tình cảnh là đau quặn từng cơn vùng hạ sườn phải và sau đó chuyển dần qua đau âm ỉ và kèm theo sốt, thì khi đó cái đầu mình phải nghĩ về cái vấn đề nó là có bụi nhiễm hay không, tức là viêm túi mật cấp. Yeah. Thì đó là tiền căn sẽ giúp cho mình định hướng, tiền căn kết hợp với các bệnh lý hiện tại, triệu chứng hiện tại của bệnh nhân giúp cho mình định hướng. Và các cái ung thư khác, ung thư ngoài ra thì ung thư ống tiêu hóa, ung thư vùng đục thủy công này là cái này, các cái này gợi ý cho mình là có bệnh nhân có nguy cơ ung thư di căn hay không, tức là ung thư này đã điều trị như thế nào, đã phẫu thuật hay chưa, đã có hóa xạ như thế nào, thì các bạn nên nắm trong quá trình tiền sử của mình. Là nếu ví dụ như ung thư vùng trứng bên phải đã phẫu thuật cắt phần cụ, cắt tử cung, toàn bộ tử cung và phần cụ hai bên, hóa xạ trị sau đó, các bạn ghi lịch trình vào phía trong đó cũng có bệnh án để cho bệnh án nó hoàn chỉnh, kết thúc liệt trình từ khi bao giờ, thì đó là một cái bệnh án để cho mình hoàn chỉnh khi về một cái bệnh nhân về ung thư. Nếu được tốt hơn thì các bạn về điều xạ trị như thế nào, cái đó hơi khó, cái đó thì hơi sâu. Rồi về cái vấn đề mà các cái vấn đề liên quan đến vấn đề viêm gan thì và ung thư gan, thì mình sẽ các vấn đề về bệnh nhân đạt được truyền máu thì nguy cơ bị chéo, rồi phẫu thuật viêm cũng là một cái nghề nguy cơ cao. Hồi xưa thì mình không có đi tiêu hóa, mình đi theo mọi hành kinh. Hồi xưa là mỗi lần cưa sỏ là không phải không mình cũng chưa vào đây làm mọi hành kinh lần nào, mà mình làm ở ngoài quê á. Thì cưa sỏ là cưa bằng cái cưa tay, bằng hai cái dây, bằng cái dây giống dây xích á. Cưa sỏ thì cưa, mà mình thì không có đeo kính, mà cưa thì cái bụng sỏ nó bay lung tung, nhiều trường hợp nó cũng bay vào mắt rất là nhiều, cho nên thì phẫu thuật viêm trong những trường hợp đôi khi không có bảo vệ đàng hoàng thì nó cũng là một yếu tố của một cái nguy cơ dễ lây nhiễm. Là tiêm chất ma túy ở trong này có ai chất không? Yeah. Và thế nữa thì điều dưỡng cũng rất là nhiều. Thấy có vài trường hợp mà đôi khi các bạn điều dưỡng á, mà đi làm mà tiêm những cái bệnh nhân D20, tức là các cái beta điều trị á, tự nhiên luôn quá tiêm vào tay một cái là gọi là stress thời gian dài luôn. Tức là nó cũng nó sẽ có, nhưng tất nhiên là tỷ lệ lây nhiễm nó cũng cao. Lây nhiễm đối với HIV thì ai công á thì nguy cơ cao hơn. Còn thẳng thì nữ giới vậy thì nguy cơ cao hơn, còn công thì nam giới nguy cơ cao hơn, đúng chưa? Cho nên khi khai thác về cái vấn đề HIV á, thì các bạn có quan hệ đồng giới hay không cần phải cảnh giác. Có mình nói thêm thôi. Đúng
đôi khi trên lâm sàng mình thấy sẽ nhiều trường hợp, sẽ có một vài trường hợp mà nó như thế này: bệnh nhân bị tạm suy kiệt vào đâu cũng có đâu được phải nè, trên CT thấy toàn là khắp bụng là toàn hạch không ấy, đặc biệt là hạch tập trung ở vùng phổi bên tràng, là cái vùng rất là nhiều hạch. Thì mình nghĩ tới sao phổi bên tràng mà lại bị trẻ kèm theo bệnh nhân hiện trạng gầy sút, cái việc đầu tiên của mình cần phải bảo trường bệnh nhân có kèm theo HIV không, tức là bệnh lý suy giảm miễn dịch kèm theo không. Thì mình phải hỏi những vấn đề đó với đến nhiều tí, nhưng phải hỏi mình nói qua mình nói thêm. Mình giả sử như có hỏi thì mà bị nó gửi cho một cái tiêm thì cái đó mình không chịu trách nhiệm đâu nghe. Rồi các cái thuốc mình đang sử dụng nó cũng ảnh hưởng, các cái thuốc bệnh nhân đang sử dụng có ảnh hưởng, thì nó rất là nhiều thuốc chứ không phải là đây mình giới thiệu một cái thôi. Trong lâm sàng mình hay có dùng acetaminophen, tức là paracetamol đó, dùng quá liều, đặc biệt là hay gặp dùng quá liều thì chủ yếu ở trẻ em, đôi khi ở nhà mình cũng biết dùng quá liều, hoặc đôi khi người lớn cũng cân nặng thấp dùng quá liều. Rồi thêm những cái vấn đề liên quan về vấn đề tai nhiễm sắc khuẩn truyền nhiễm, ví dụ như amip, ví dụ như chuông sáng, thì mình coi khai thác thêm về dược tệ. Thì những trường hợp này có thể là nó sẽ gặp trong những trường hợp cận, đó là áp xe gan do amip hay áp xe gan do sắc lá, thì những trường hợp đó các bạn cần khai thác thêm. Còn rượu và chất cuối cùng này thì các bạn đi nội khoa, các bạn giỏi rồi, bao nhiêu gram, bao nhiêu cái gì đó, bao nhiêu ngày, bao nhiêu đi, các bạn giỏi rồi. Có thể tự khai thác được mình hay không? Đã có ai đây tự khai thác được mình bao giờ chưa? Gì hả? Có ai trong lớp này là tự khai thác được tiền sử uống rượu của mình chưa? Ứng dụng của mình trước thôi, ứng dụng của mình trước, sau đó sẽ áp dụng cho bệnh nhân. Rồi về cơ năng thì nhìn chung cơ năng là bệnh lý đa mục tiêu. Rồi đùa thôi nè. Đi có nhanh lắm không các bạn, thấy mình đi có nhanh lắm không? Nhanh hả? Nửa tiếng rồi mới có 13 slide mà nhanh hả? Về cơ năng thì nhìn chung nó rất là đa dạng, nó có thể là có. Tuy nhiên trong các cái vấn đề cơ năng thì có hai cái cơ năng thường gặp nhất, tức là thứ nhất là đau bụng, mà đau bụng đặc biệt là đau vị trí thượng vị và hạ sườn phải. Cái thứ hai đó tức là đau ở axis, thứ hai là cảm giác, đó là hai cái vấn đề cơ năng thường gặp nhất của bệnh lý đa mục tiêu. Ngoài ra thì có những cái vấn đề, các cái vấn đề giãn gân, sụt gân thì cái này là nó kèm theo hơn. Thì đối với đau bụng, sốt, vàng da, khi nó diễn tiến theo một cái tuần tự thì nó là các bạn sẽ có một cái tam chứng Sacco, tam chứng Sacco trên lâm sàng. Tuy nhiên tam chứng Sacco này thì độ nhảy không cao nhưng độ đặc biệt tương đối cao, tức là không phải ai bệnh nhân nào cũng có hết, nhưng khi có thì độ đặc biệt lớn 90%. Tuy nhiên độ nhảy của nó thì có khoảng đâu đó khoảng tầm 23-25% thôi. Nhưng nếu có và đặc biệt nếu nó có kèm theo thì lặp lại thì gần như là chắc chắn sẽ là sỏi một cái. Các bạn để ý trên lâm sàng mình còn thấy có thêm một cái tăng chứng co tăng này, hay tăng chứng co tăng thì nó bao gồm nó cái này là của gì, cái này có kết hợp thêm kháng gan này, thì cái này nó là của ace gan, nó bao gồm sốt, đau mà sườn phải và gan lớn. Yeah, thì cái này là tăng chứng co tăng của trong ace gan. Về các vấn đề á, suy tủy ngoại tiết thì nó có thể là nằm trong cái bệnh cảnh là tắc mật lâu ngày, hoặc là các cái ung thư đầu tủy, nó gây cho tủy ống tủy chính nó bị giảm, cứ giảm lâu ngày thì nó sẽ dần dần nó suy chức năng ngoại tiết. Chức năng nội tiết thì thường nó sẽ bị suy buồn hơn so với chức năng ngoại tiết, nhưng về sau nếu mình không giải quyết thì bệnh nhân cũng sẽ suy nội tiết luôn. Thì như vậy thì trên những bệnh nhân mà có các cái ung thư đầu tủy này thì nguy cơ tái phát thường cũng tương đối cao. Nhiều bệnh nhân các bạn đi lâm sàng đó, bạn sẽ gặp những bệnh nhân ung thư đầu tủy mà có đái tháo đường gặp rất là nhiều, mà khi nó có đái tháo đường là một mà khó kiểm soát, là một trong những cái tiêu chuẩn xấu trong cái vấn đề phòng thủ. Rồi tiêu lỏng quá mỡ thì nó cũng liên quan đến vấn đề suy tim ngoài tiết luôn. Mà giãn gân sụt cân thì nó có thể nằm trong bệnh cảnh áp tính hoặc là lành tính, thì nó nằm trong cái bệnh cảnh viêm tụy mạn đó, hay là suy tim ngoài tiết đó. Buồn nôn không mửa có nhưng không có áp dụng vào tất cả, nó đều có thể có bất kỳ cơ quan tiêu hóa nào có tổn thương nó đều có hết, không có dùng nó để phản ứng vấn đề gì hết. Nôn ra máu thì nó nằm trong cái tình cảnh hay gặp, đó chính là vỡ tĩnh mạch thực quản. Vỡ tĩnh mạch thực quản này thì nó cũng thuộc về một phần của ngoại khoa. Đa số thì nó sẽ được điều trị nội khoa ban đầu, nhưng muốn điều trị về lâu về dài cho an toàn, giảm nguy cơ tái phát thì mình sẽ có phẫu thuật
đối thông tự chủ. Thì đó là liên quan đến phần ngoại khoa. Hội chứng não đa thì bệnh nhân sẽ có rối loạn tâm thần, thì trong những trường hợp mà nó tăng áp lực tại màng cửa thì chức năng của gan, các bạn nhớ về xem đi, chức năng của gan thì nó sẽ nhận hầu hết máu từ ruột đi lên, đúng chưa? Như vậy thì nó sẽ có chức năng thanh lọc độc chất và vi khuẩn. Như vậy nếu mà nó không có thanh lọc được mà nó đi bắt chéo qua những cái cơ, bắt chéo qua những cái tuần hoàn bằng hệ và đi lên, thì khi đó vi khuẩn và các cái độc chất đặc biệt là pha đi lên, thì khi đó não nó sẽ bị ngộ độc và khi đó mình sẽ có bệnh lý dưới dạng hội chứng não gan. Rồi một cái trường hợp một cái triệu chứng lâm sàng mà mình trong cái đau bụng á, thì mình sẽ có cơn đau quặn mật. Cơn đau quặn mật, một cái cơn đau quặn mật điển hình thì ban đầu nó có thể là đôi khi không chưa có biểu hiện của một cơn đau quặn. Các bạn nhớ về cơ năng, nhớ về cơ chế của điện tích học, thì mình sẽ có đau tiểu tạng và đau tiểu thực thần, đúng không? Thì ban đầu khi mà nó sẽ có tác động ban đầu á, thì đôi khi nó chỉ đau tiểu tiểu tạng thực thần. Căng là kiểu gì? Đau tiểu căng là đa số là đau tiểu cửa tạng. Thì có thể là biểu hiện ban đầu của bệnh nhân có thể là một cái đau thượng vị chứ không phải là một đau lạc phải của con đầu. Như vậy thì cái vùng viêm nhiễm của túi mật nó là tương thích với vùng thượng vị, cho nên đôi khi mình sẽ nhầm lẫn đôi chút với viêm dạ dày. Cái vấn đề về phát sau bữa ăn này, 15-30 phút này, nó có đôi khi nó sẽ có hơi xung đột các thời điểm với nhau, có thời điểm nó nói một viêm hai viêm sau bữa ăn. Nó sẽ có hơi xung đột các thời điểm với nhau. Tuy nhiên đa số những trường hợp khởi phát sau bữa ăn của sỏi túi mật hay là sỏi đường mật thì thông thường nó sớm hơn so với viêm dạ dày. Rồi cơ chế cái này là nó có hai cơ chế, một là áp lực đột ngột, hai là do viêm sỏi. Đối với sỏi đường mật chính thì nó là do viêm sỏi nó di chuyển trên đường mật làm cho gây tổn thương đường mật. Thì đó là hai cơ chế. Tuy nhiên cơ chế chính thường là tăng áp lực đột ngột. Để vì tăng áp lực đột ngột này cho nên mình sẽ có một cái tư thế giảm đau, đó chính là cái tư thế làm giảm áp lực đường mật, ví dụ như co gối vào, co chân vào mình, hoặc là nằm tư thế phục vụ, thì khi đó nó sẽ làm giảm áp lực đường mật tương đối về biến là như vậy. Thì trong các cái dung chui ống mật á, khi các bạn thấy có bệnh nhân mà bị dung chui ống mật á, thì người ta hay nằm cái tư thế phục. Mình có gặp rồi này, trong gia đình mình luôn, mình thấy rồi. Hồi xưa hồi mà mình còn bé tí, bây giờ mình còn nhớ. Chứ là giả sử như học gì đó, học cái gì đó, PPL gì? PPL đúng không? Thì giả sử như học PPL về cái sỏi đường mật, mà giả sử mình không phải là một chuyên y khoa, mà mình nghe qua cái tư thế mà bệnh nhân giảm đau khi có cơn đau quặn mật do dung chui ống mật á, thì mình cũng nhớ ra. Vì hồi xưa mình năm rất là nhỏ, mình nhớ bây giờ tới bây giờ mình còn nhớ đau quặn của ai mà chỉ có một cái tư thế duy nhất là nằm giữ nguyên một cái tư thế nằm chậm mông chờ cái đến đau, rồi còn không có tư thế nào giảm đau được hết. Tuy nhiên thì đó là về mặt lý thuyết thôi, chứ còn thực tế ra sao thì mình không biết, chưa đau lần nào về chưa biết. Còn ai muốn biết thì cứ tự đau đi. Nào muốn tự đau thì cố gắng làm sao để cho có sỏi, đúng không? Bây giờ làm sao để có sỏi? Bây giờ sỏi thì nó sẽ có ba cái sự điều hòa trong mật của mình, trong dịch mật của mình, nó sẽ có ba thằng cân bằng với nhau, lecithin, cholesterol và muối mật, đúng không? Thì những cái thằng đó nó sẽ điều hòa cân bằng với nhau. Một là các bạn béo thì béo để cho cholesterol dư thừa ra, khi đó cholesterol nó sẽ trở thành một cái nhân sỏi. Trường hợp thứ hai, cố gắng làm sao để bị nhiễm khuẩn đường mật. Được chưa? Và trường hợp thứ ba, đôi khi đó như bạn nói là nhìn đói. Nhìn đói nó sẽ làm mất cân bằng, cho nên mất nhìn đói kéo dài thì dần dần nó cũng thành sỏi. Tuy nhiên đa số đây thành sỏi túi mật. Rồi thì nó nói đùa vậy thôi. Qua vấn đề tiếp theo, vị trí thì nó nói rồi, ứng nan. Ứng nan thì đa số các bạn sẽ gặp trên lâm sàng là lan lên sâu, lan ra sâu lưng, còn lan lên vai có gặp không? Trường hợp nào thì lan lên vai? Trường hợp nào thì lan lên vai?
đa số các trường hợp này, nếu đa số lưng trong những trường hợp nào túi mật nằm ở sâu, không phải là túi mật nằm sau lưng đâu nghe, tức là túi mật nằm ở dưới mặt tạng của nhưng nằm có xu hướng ra lưu về phía sau thì bệnh nhân sẽ có đau lan sau lưng. Còn đối với trường hợp mà lan lên vai phải thì các bạn nhớ là giải phẫu của thần kinh chi phối, mình có một cái thần kinh hoành đi xuống cơ hoành. Thần kinh hoành ngoài ra các nhánh chi phối vận động cảm giác cho cơ hoành thì nó sẽ có những cái nhánh đi xuống gan và xuống gan và xuống cái hàm túi mật này, có thể có. Như vậy thì nếu trong những trường hợp mà có nhánh chi phối đi xuống, nhánh chi phối cảm giác đi xuống thì bệnh nhân sẽ có đau tiểu dây hướng tâm đi về, nó không có nhận biết được là đang ở tổn thương ở vai hay tổn thương ở bụng hết, cho nên nó sẽ cảm nhận được ở vai nó cũng có cảm giác đau. Thì đó là dây hướng tâm sẽ dây hoành là C3 đến C4. Có đôi khi nó có nhánh phụ của C5 này. Rồi thì còn cái vấn đề về đau lan sau sau lưng hoặc là đau lan lên cơ hoành thì các bạn còn nghe trong trường hợp nào? Lan ra sau lưng thì mình sẽ có viêm tụy cấp, chưa? Viêm tụy cấp cũng lan ra sau lưng. Đau lan lên vai, gặp trong trường hợp nào cũng đau hạ sườn phải mà lan lên vai. Hiện nay mình nói về cái vấn đề chi phối cho gan đó thì mình sẽ có, hả? Thì đó là những cái bệnh cảnh mà các bạn mai cũng các bạn đi ICU các bạn sẽ gặp những trường hợp mà áp xe gan đôi khi nó 30 cm thôi nhưng nằm sâu nhưng nó cũng gây ra các áp xe gan, nó gây ra những triệu chứng rất là nặng nề tùy thuộc vào vị trí của nó, tùy thuộc vào thì độc lực của vi khuẩn và tùy thuộc vào cái giai đoạn nào và sức đề kháng của cơ thể. Cái đó mình nói thêm về cái vấn đề, mình phải nhớ cái vấn đề liên quan về các triệu chứng với nhau này đi lâm sàng biết. Còn đa số trường hợp này thì cái cơn đau á nó không có thể là đau trong vòng 5 đến 10 phút một cơn, sau đó có nghỉ hoàn toàn luôn thì cái cơn hoàn toàn không có một triệu chứng gì hết. Và cái thời gian ấy mà một đôi khi các bạn thấy bệnh nhân vào viện thì đau vòng ngoài và sau đó các bạn dùng thuốc giảm cơn một thời gian sau khoảng tầm 2 tiếng sau thì nó hết hoàn toàn hết luôn và cho về được. Thì trong những trường hợp đó là những trường hợp sỏi túi mật có điều kiện hoặc là sỏi đường mật mà chưa gây tắc nghẽn hoàn toàn, đó là sỏi đường mật mà do sỏi từ thắt nơi thắt nó di trú xuống á, sỏi từ trên cao nó rớt xuống và nó gây tăng áp lực đột ngột cái đường mật, khi đó bệnh nhân đau đột ngột, đau vòng đột ngột. Còn trong những cái sỏi túi mật có điều kiện thì nó tăng áp lực đột ngột túi mật. Rồi nhưng khi lưu ý khi mà nó bắt đầu có biểu hiện viêm, tức là viêm túi mật hay viêm đường mật thì cái đau đó nó không còn đau vòng đường đơn nữa mà cũng có mà chuyển qua đau bắp thịt. Ngoài đau bắp thịt ra thì nó cũng sẽ có những cái cơn quặn trên nền đau bắp thịt. Như vậy thì từ một cái đau quặn cơ qua đau bắp thịt hoặc là đau quặn trên nền thâm, tức là khi nó bắt đầu chuyển qua viêm rồi thì ngoài cái triệu chứng ở thượng vị ra thì nó bắt đầu chuyển sang đau ở hạ sườn phải, tức là cái tổn thương sàn chỗ đó. Sốt thì tùy, sốt thì thông thường thì có thể là sốt nhẹ, sốt cao thì mai các bạn học về cái chẩn đoán
chẩn đoán mức độ của viêm tuyến thượng thận mà phải viêm tuyến mật á, là thông thường viêm tuyến mật thì mình còn dựa vào số trên 39 độ để chẩn đoán mức độ. Độ 2 thì trên 39 độ mà thì nào đó là mình nói số vấn đề số thì có thể là số cao hoặc là số không cao, có số nhẹ thôi. Thôi, còn các cái dấu đó là các cái dấu hiệu mà một cái triệu chứng thường gặp, còn cái vàng da thì tí nữa mình đề cập sau, vàng da thì mình đề cập sau. Như vậy thì ngoài cái vấn đề đó thì mình khi mình hỏi cơ năng thì mình bắt đầu cơ năng thì sau đó mình bắt đầu đi vào quan sát, thì quan sát cái đầu tiên của mình phải quan sát cái toàn thân của bệnh nhân, da, niêm, sinh hiệu như thế nào, đánh giá. Và các cái vấn đề về liên quan đến vấn đề sơ đa của trước, ví dụ như có tuần hoàn hoàn hệ hay không, có dấu sao mạch hay không, hay là có các cái biến đổi về gì đường hóa tuyến vú ở nam hay không, có ai có đường hóa tuyến vú ở đây không? Như vậy thì các bạn thấy cái bài này nó tương đối có xu hướng hơi lệch qua bên nội khoa 50-50 và nội khoa 50-50, nhưng mà mình lý ra thì mình phải làm như vậy. Khác như vậy vì những cái bệnh nhân á, thông thường mình hay gặp đó là những cái trường hợp mà mình thấy là mình lý là tính do sỏi vào thì nó thông thường nó bị liền với cơn đau hoặc là cơn đau thì vùng hạ sườn phải hoặc là đau bị vùng thượng vị, thì đó là trường hợp mình hay gặp. Nhưng những cái trường hợp là bệnh nhân gì sơ gan triệu chứng sơ gan bán bụng và sau đó bắt đầu hình thành nên u gan, thì khi đó nó vừa qua vừa ngoại qua chồng lắm với nhau, cho nên những cái dấu hiệu này mình phải đáp để không phải bỏ qua. Phù thì phù cái này thì nó phù có hai nguyên nhân. Phù có thể là phù do hội chứng gan thận hoặc là phù do suy thận sau khi có tổn thương của chúng ta là sơ gan hội chứng gan thận, hoặc là phù do một tổ chức trong cái bệnh thận là suy tế bào gan, gan nó giảm hoặc là chức năng giảm hoặc là tổn thương. Tại béo phì thì lúc nãy mình nói rồi, béo phì thì ai uống có sỏi thì cứ cố gắng ăn thì mình nhiều béo thì mình béo, tuy nhiên thì đó nó cơ địa người phương Tây thôi, nó cơ địa Việt Nam thì nó cũng không có bằng nhiều. Về khám thì cái này mỗi cơ quan nó có một cái khám khác nhau. Đối với khám chung chung hết khám về các dấu hiệu về bám thì bám cũng là tuần hoàn bằng nghề thì mình nói cái tuần hoàn bằng nghề này các bạn giỏi lắm này. Tôi tất hồi xưa mình có mình nhớ không lầm là mình có học cái gì mà tách hai ngón tay ra đúng không, cái gì mà khám mà hai ngón tay là tách ra coi đó là tuần hoàn bằng nghề cửa chủ hay tuần hoàn này chủ đúng không? Cái đó mình không nhớ, cho nên cái khám tuần hoàn bằng nghề này các bạn tự nghiên cứu ngay, thật ra mình không nhớ đâu, mình chỉ nhớ là tuần hoàn bằng nghề này cơ chủ thì thông thường nó tập trung một con số, còn chủ thì thông thường nó nằm ở phổi vi nhiều hơn. Còn cái phương pháp mà khám bằng hai ngón tay thả ra coi nó chạy như thế nào mình bỏ tay chấm cơm. Rồi gan lớn thì các bạn biết khám không? Thì bụng khám bụng gan lớn thì xác định ở trên bằng gõ, xác định ở dưới bằng sờ sờ gõ. Bây giờ thì gan thông thường thì ở trên thì nó tầm khoảng da sườn 4 da sườn 5 và bờ dưới thì nó sẽ tương đương với bờ dưới sườn luôn. Thế trong những trường hợp mà gan nó lớn khi bờ dưới sườn mà các bạn xác định phía trên nó không có bị gan xa thì trong trường hợp đó là gan lớn rồi, hoặc là chiều các bạn tính chiều cao gan trên thì nó sẽ phải chẳng hạn. Tuy nhiên thì đa số những trường hợp phía trên mà không có phía trên mà không có xa mà phía dưới gan lớn thì đó là trường phía dưới bờ gan dưới bờ sườn thì đó là trường hợp gan lớn. Thì gan lớn thì thuộc vào tùy nguyên nhân, ví dụ như thứ bậc thì có thể là không đau hoặc đau nhẹ nhàng thôi, nhưng trong những trường hợp mà áp xe gan nằm trong áp xe gan mà nằm ở ngoài bao gan thì các bạn làm các biện pháp ở kệ sườn rồi lung gan bệnh nhân đau rất là dữ dội thì đó là mình cần phải làm tất nhiên thêm. Về đường mật và tuyến mật thì mình sẽ có cái vùng của áp giáp đường mật hay điểm đau tuyến mật để khám biện pháp thông tin và xác định xem tuyến mật có lớn hay không lớn. Tuyến mật có lớn hay không lớn này thì nó sẽ có hai trường hợp, một lớn nhưng không đau và hai lớn kèm theo đau. Lớn không đau thì thông thường mình sẽ hay gặp trong những tình cảnh mà các khối u tắc ở bên dưới bên dưới ốc của tuyến mật. Còn các khối u mà nó nằm trên ốc của tuyến mật tắc ở bên trên thì tuyến mật không có lớn. Nó hay gặp ở trong những trường hợp mà khối u nằm ở dưới và thấp, thì trong những trường hợp đó khi như có bệnh viện thì tuyến mật lớn nhưng không có đau, các bạn sờ thấy một cái khối mềm ở ngay dưới bờ sườn, cái gì từ dưới bờ sườn một cái khối mềm
vâng vào để hoặc là trong những trường hợp ung thư túi mật thì mình cũng có thể sờ thấy khối khối, nhưng trường hợp này là khối này kém di động chứ không phải và âm lực chứ không phải là mình nữa. Còn trong trường hợp nào thì nó là sờ đâu trong những trường hợp viêm túi mật cấp do sỏi ra hàm túi mật thì khi đó bệnh nhân sẽ túi mật này nó căng to và sờ nó ra đâu, các bạn có thể sờ thấy khối bên dưới, khối này cũng có thể là khi bệnh nhân chưa có đề kháng thì mình mới sờ thấy rõ, còn khi bệnh nhân đã có đề kháng ở bụng rồi thì khó sờ lắm. Vì trong những trường hợp này mình đa số mình khám thấy còn là cơ thể bụng nó căng hơn, vì đó thì đề kháng nó còn tốt hơn. Hoặc là trong những trường hợp nó bắt đầu có hình thành áp xe hóa rồi, khi áp xe hóa thì mình sẽ sờ thấy một khối cứng đau ở bên dưới chứ không còn mềm, không phải là căng mà đau nữa. Thì vì trường hợp nào mà mình đa thức mật nó sẽ có những đặc điểm khác nhau. Rồi điểm đau ức xương thì ức xương cái vị trí trên này hoặc là các giác này thì trong đánh giá từng bậc thôi, chứ nên thực ra thì đa số thì mình sẽ nói chung của nó, vị trí của nó là hạ xương phải. Chứ bây giờ qua điểm hiện nay, hiện nay mình khám mình không có xác định từng điểm. Hồi xưa thì mình chưa có được, cho nên hồi trước thì mình xác định là ông này nghĩ ra cái điểm này, khám thấy cái bệnh nhân này nó có điểm hình rồi nó có điểm này để ông nghĩ ra cái tên, ông đặt ra cái tên. Giả sử như bây giờ có bạn nào tên gì đây? Không có tên, không đứa nào đeo bằng tên hết. Có đứa nào đi học tay không? Lắc tên gì em? Lắc tên gì? Hả? Bị rồi, giả sử như mai mốt có bị xin. Hả? Thì sai chứ nhầm. Thế là dấu hiệu của bị, đúng không? Xin lỗi các bạn, mình đa số mình dùng tiếng Anh mình ít nói, mình còn đọc tài liệu thôi, cho nên mình ít nói. Hầu như mình không có nói luôn, hầu như mình không có giao tiếp bằng tiếng Anh luôn. Thành ra đôi khi lâu rồi không mở miệng ra tiếng Anh của mình, nó hiện là nó giao tiếp là mình dốt lắm. Đọc tài liệu thì mình còn đọc được, cho nên các bạn mà giao tiếp mình hiểu luôn. Chắc bạn đi học vừa mà các bạn mở lớp học giao tiếp thì nhớ mời mình, không phải mời mà kêu xin mình đấy. Đôi khi đi dạy cái căn nó lại giàu hơn đi dạy cái này chứ, đúng không? Rồi thì cho nên hiện nay đa số mình sẽ khuyên về cái vùng đau là cái vùng hạ sườn phải nói chung luôn. Cho nên một cái cơn đau quặn mà có điểm đau hạ sườn phải, tức là vùng đau hạ sườn phải, nhưng các cái điểm đau túi mật, điểm đau túi mật thì nó cụ thể này, còn cái trường hợp nó hoàn toàn không có cụ thể nha. Túi mật, tuy nhiên túi mật nó cũng sẽ có những trường hợp nó nằm ở bên sau, tức là túi mật không có lớn. Thì trong những trường hợp túi mật không có lớn thì mình cần phải làm biện pháp bấm tim. Túi mật không lớn thì mình phải làm biện pháp bấm tim. Còn trong những trường hợp túi mật nó đã căng đau rồi các bạn làm biện pháp bấm tim là cái tim nó vỡ túi mật. Chưa? Thì cẩn thận trong trường hợp đó. Đối với tủy thì mình sẽ có các dấu hiệu ví dụ như đau thượng vị rồi các cái điểm đau xương lưng, tức là cái điểm đau Mayo-Robson, tức là sau cái độ hơi được sống với là xương sườn thứ hai đó. Thì đó mình chất tham khảo là dấu hiệu Cullen hay là dấu hiệu gì đó Ray gì Cullen hay dấu hiệu Ray gì quên rồi. Ray Turner. Nói chung là các dấu hiệu liên quan đến xuất huyết, em xuất huyết phúc mạc á, xuất huyết tầm bụng á, thì dấu hiệu Cullen này thông thường là nằm ở quanh rốt, và dấu hiệu Ray Turner đó hình như là nó nằm ở hạ sườn cụ thấp. Thì trong những trường hợp có các dấu hiệu này thì tỷ lệ tử vong của các viêm tụy cấp tiền nặng nó từ 8% có thể tăng lên tới 40%. Khi có các dấu hiệu Cullen như vậy, đó là các biểu hiện của viêm tụy cấp tiền nặng. Rồi, ví dụ quá được quá tiếng hú này thì lại nói là các vấn đề theo liên quan thì thông thường nó liên quan đến các vấn đề về chuyển hóa của chuyển hóa gì các bạn giỏi với mình thì có các bạn không nhớ nha, đưa vào thôi, nhưng mình không, thật ra mình không nhớ vì cái này là thuộc về chuyên nội khoa thôi chứ mình không có tạo giới thiệu ngay vì hôm nay mình học kiểu như học đang mật là vừa nội vừa ngoài. Rồi đó là nói qua về cái kiểu tiếng học. Bây giờ tới cái vấn đề về xét nghiệm. Thì xét nghiệm đầu tay của mình khi nào cũng là xét nghiệm máu, tổng công thức tế bào máu. Khi có nghi ngờ viêm, các bạn bổ sung thêm GCRP và procalcitonin. Trong trường hợp GCT là procalcitonin đó.
Như vậy thì bạch cầu, CRP, procalcitonin tăng trong những trường hợp nhiễm trùng. Mà nhiễm trùng trong trường hợp này hay gặp đó chính là viêm đường mật, viêm tuyến mật, áp xe, gan. Đó là những trường hợp hay gặp. Áp xe tùy có thứ gì đó, kỳ đó. Mà hầu như có từ trường hợp này những trường hợp mà dị vật nó đi ra sâu, nó đâm vào vị trí đó nó gây ra áp xe sâu, áp xe trước mặt, áp xe trước vị, hoặc là nó đâm vào vị nó áp xe trong mô và cái tập áp xe trước vị luôn, thì nó cũng trường hợp dị vật. Trong những trường hợp đó thì chung nó dị vật lắm. Rồi, và các bạn lưu ý cần coi eosin trong những trường hợp mà nó tổn thương gan do ký sinh trùng thì eosin nó thường tăng. Tiếp theo, cái này giỏi rồi, sinh hóa các bạn học sinh hóa chưa? Năm 2 học sinh hóa rồi đúng không? Ừ. Cái men gan này thì các bạn quá giỏi rồi. Nó đại diện cho cái gì? Là các bạn quá biết rồi, trong đó ALT nó có vai trò chủ yếu ở gan nhiều hơn, cho nên ALT nhảy hơn so với AST. Yeah. Cái này là alanin transferase gì đó đúng không? Còn cái thằng này là A này gì? A gì? Aspa. Hả? Aspas gì đó, transferase đúng không? Thằng giỏi rồi nha. Hôm nay cốt tay thì ghi cái này mà ghi qua thành DO, SDO, SDO biết không? Thằng biết rồi đúng không? Rồi, không sao rồi, rồi, và thêm LDH thì bên không sao thì bên nội khoa mình hay dùng cho bên ngoại khoa mình thấy hầu như bên ngoại khoa mình ít khi dùng cái LDH này lắm. Thì tắc mật thì mình sẽ có những cái men của tắc mật, ví dụ như Hapoly phosphat hay là phosphat tan kiềm, phosphat tan kiềm và gamma glutamine transferase thì cái đó là predator. Thì hai cái này nội khoa hay dùng nhưng ngoại khoa thì ít dùng. Ngoài qua cái hàng đầu tay của mình là bilirubin, trong đó bilirubin được biết có hay không có tăng đó ở hàng đầu tay của mình. Còn hai thằng này mang tính tham khảo bởi vì nó độ nhảy thì cao nhưng độ đặc biệt không cao, tức là nó có thể là trong những trường hợp gì không có tắc mật nó cũng có thể có tăng, tức là hoặc là chỉ có biểu hiện của rất là nhẹ nhàng quá qua thôi nó còn tăng rất là cao, nên đôi khi nó không có giá trị nhiều, độ đặc biệt không có cao, độ nhảy thì cao nhưng độ đặc biệt không cao. Còn trong những trường hợp suy gan thì mình bắt đầu để ý tới các cái vấn đề về tổng hợp chức năng tổng hợp của gan, bao gồm tổng hợp protein, trong đó albumin quan trọng, tổng hợp enzyme, các cái chức năng đông máu liên quan đến yếu tố yếu tố mấy, 2 mấy nữa, 5, 7, 9 2, 6, 9 ta không nhớ nè, không nhớ nói chung là có 2, 5, 9, còn cái thằng là gì vậy mình nhớ. Rồi thì trong những cái xét nghiệm của đông máu thì GTA sẽ tăng trên 1.5, rồi thời gian protein sẽ tăng và APTT hay là DCK tăng trên 35. Rồi thì lại mình nói là bilirubin là tiêu chuẩn vàng trong trường hợp của những vàng da đó, thì cái này là cái đầu tay mình làm. Cho dù vàng da trước gan, tại gan, sau gan gì đó, nói chung có vàng da nhưng có được những vàng da cái đầu tay mình làm là bilirubin. Thì trong cái viên viên này, trong cái sách cái chiếc giá điện này mình lấy trong tài liệu của các thầy đại học y dược. Tuy nhiên thì trên lâm sàng các bạn sẽ thấy đôi khi nó chỉ giới hạn trên của nó là 1 mg/dL. Đây này thì các bạn thấy là còn cần 1.2 mg, nhưng trong trên lâm sàng đôi khi nó sẽ có những cái xét nghiệm khác nhau, nó sẽ có cái giới hạn trên của nó là 1 mà nhân qua cái rô thì nhân lên bao nhiêu, nhân lên thêm 17. Như vậy thì giới hạn trên của cái rô môn thì đó chính là 17. Nhớ lưu ý mình phải đổi qua tùy thuộc vào những kit lâm sàng, kit xét nghiệm này, có kit xét nghiệm người ta để bilirubin 1 amigam, có cái kit xét nghiệm người ta chuyển qua cái dạng khác, nên các bạn phải để ý. Nhưng 17 sẽ chia 17 gì đó. Rồi vàng da trên lâm sàng đôi khi mình không thấy rõ thì nó là gọi là vàng da dưới lâm sàng. Cái khái niệm mà vàng da bilirubin từ 2 đến 2.5 này này, đôi khi trên thực hành lâm sàng đôi khi mình cũng phải bỏ qua nó. Thực hành lâm sàng nó chỉ cần trên giới hạn trên thôi. Bệnh nhân có ví dụ như trên lâm sàng bệnh nhân có một cơn đau vòng mật, chưa có một cơn đau vòng mật, khám thấy thấy đau hạ sườn phải, bệnh nhân có thể không có sốt mà bilirubin chỉ tăng nhẹ nhẹ thôi, thì mình trong đầu mình cũng phải nghĩ tới liệu rằng nó có sỏi đường mật chính hay không, chứ không phải là chờ cho đến tới thế này mới kết luận là có sỏi đường mật chính. Chỉ cần tăng trên giới hạn trên là mình phải nghi ngờ rồi. Rồi thì cái tỷ bilirubin này thì nó sẽ có hai quan điểm, hai cái luồng đa chiều.
Thì với cái nguồn gốc thiết kế này là cái quan điểm cũ á, trong quan điểm trước, trước đây từ xưa giờ mình hay dùng vẫn là dưới 20, thì của được tiếp trên toàn phần dưới 20 thì đó là ô thế giao tiếp. Trên 20 đến 50 là thằng phù hợp, hay là hai thằng trung bằng nhau, còn trên 50 là được tiếp ô thế. Tuy nhiên một vài nghiên cứu gần đây mà mình ghi nhận thôi, chứ mình tìm nghiên cứu và thật ra thì trong sách của các thầy đạo thì dùng nói nghiên cứu gần đây mình tìm hoàn ra thì nói là tỷ bilirubin toàn phần trên trực tiếp ăn trực tiếp trên toàn phần dưới 15 thì ok giao tiếp, và trên 15 thì ok trực tiếp, thì nó sẽ chia ra thành hai nhóm là nhóm ok trực tiếp và ok giao tiếp. Còn đây thì mình sẽ chia ra thành nhóm các nhóm trước gan, phải gan, sau gan, hay là trước gan là trước gan thì đa số là gì, giao tiếp ok. Tuy nhiên thì các bạn thấy này, trong những nguyên nhân tại gan nó vẫn sẽ bị sẽ kẽ, cho nên đôi khi tại gan thì nó khi mà tăng bilirubin trực tiếp ưu thế thì nhìn chung đa số trường hợp là sau gan, tuy nhiên nó tại gan nó cũng sẽ có các vật gì, nó cũng sẽ có ung thư, ví dụ như sơ gan lâu này thì nó cũng giảm các vật, nó cũng có biểu hiện các vật, cho nên bilirubin cũng có thể là tăng cái ưu thế hoặc là cũng có thể tăng không đẹp. Rồi, và cái này thì mình nói là độ nhảy thì cao nhưng độ đặc hiệu không cao, đôi khi cần tăng nhẹ, trong đó sẽ biểu hiện không phải là tắc mật mà các bệnh lý khác, ví dụ như viêm gan, sơ gan nó không có, hay là các tổn thương ác tính khác, hay là sơ ung thư xương chỉ cần các bệnh lý khác nó đều có. Còn trường hợp tăng mạnh thì mình cũng nghĩ tới tuy nhiên thì trên lâm sàng với những ngoại khoa thì mình chỉ dùng những chỉ số này, tương tự với thằng gamma GDT này là như vậy. GDT thì nó còn tăng cao trong bệnh nhân nghiện rượu nè, cho nên đôi khi trên những bệnh nhân nghiện rượu thì mình cũng không có GDT này, dù đồ và tắc mật thì nó cũng không có giá trị nhiều lắm, chứ nên bilirubin vẫn là cái thông số hàng đầu trong cái chẩn đoán tắc mật hay là chẩn đoán vàng da. Rồi các cái rối loạn trong máu hồi này đoán thế mà cũng sai nha, 7, 9, 10 thôi nha, có 2 không? Có đúng không? Có 8 không? Không có hả? Ở cái này sinh lý nha, chứ mình không biết nha. Nói thật là không nhớ, nhưng mà không biết. Hồi xưa thì biết, hồi xưa tụi các bạn thì biết, và bây giờ không biết. Nhớ làm gì cho đau đầu đúng không? Mình chỉ cần biết, thiếu vitamin K thì nó sẽ ảnh hưởng tới chức năng đông máu và gây rối loạn đông máu. Những cái rối loạn nào thì mình chú ý và mình cần điều trị, là điều trị. Cho nên trong những cái bệnh nhân mà tắc mật á, các bạn lưu ý là trong những cái bệnh nhân tắc mật mà khi bệnh nhân vào viện, cái động thái đầu tiên của bác sĩ ngoài cái vấn đề điều trị tắc mật ra thì khi nào cũng có tiêm vitamin K đấy, cho nên các bạn để ý trên lâm sàng như vậy. Thì trên lâm sàng khi nào ngoài cái vấn đề điều trị tắc mật, các bạn thấy đầu tay của họ khi nào cũng kết hợp thêm điều trị tiêm vitamin K vào. Rồi còn những cái này thì đa số ví dụ như viêm gan thì mình có HBS array, viêm gan B HBS array, viêm T HBV, viêm gan C thì mình có T HCV, viêm gan A thì có gì đó thì các bạn có giỏi rồi đúng không? Rồi alpha fetoprotein thì alpha fetoprotein này đa số sử dụng trong cái chẩn đoán u gan thôi, thì thông thường thì nó dưới 20, còn khi tăng trên 20 thì trong những cái bệnh nhân có hình ảnh khối u ở trên CT hoặc siêu âm có kết hợp với gì, có kết hợp với có nhiễm viêm gan siêu B thì cần trên giá dưới hàng trên là mình bắt đầu có bị nghi ngờ tới HCC rồi. Hoặc là trong những trường hợp mà không có viêm gan non B non C, tức là viêm gan non B không có u mà non B non C, tức là không có nhiễm siêu B và không nhiễm siêu B C mà alpha fetoprotein này trên 400 kết hợp với hình ảnh điểm hình trên của CT, tức là bắt thuốc nhanh trên thị động mạch và hạ thuốc nhanh trên thị động mạch thì mình nghĩ tới chẩn đoán ung thư gan nguyên phát hay là ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát hay là gọi là HCC. Rồi cả carcinoma cái ung thư bào gan tuyến 2 này thì đa số CLA này thì đa số dùng trong những trường hợp mà mình nghi ngờ ung thư khác chi chăng, đặc biệt là các ung thư buồng trứng, ung thư ruột. Tuy nhiên thì nó không có điển hình CLA này trong các ung thư đại tràng thì đa số thì dùng để theo dõi sau mổ. Ví dụ như một cái bệnh nhân ung thư đại tràng trước mổ CA cao, sau mổ CA trở về lại bình thường, sau mổ CA lại trở lại bình thường, thì cái CA này là cái để mình theo dõi. Nếu CA bắt đầu có dấu hiệu tăng trở lại và tăng dần thì mình cần phải cảnh giác nguy cơ ung thư đại tràng tái phát, chứ nó
nó không có dùng để chẩn đoán hay là đàn nghe, nó chỉ dùng để theo dõi điều trị thôi. CA19 thì có thể là đặc hiệu trong một, không phải là đặc hiệu mà dùng trong với lợi trong những trường đoán ung thư đường mật, mà trong những trường hợp ung thư CA19 có thể tăng lên 1.000 là một trong những cái dấu hiệu bị nhiều đến ung thư đường mật. Rồi sáng ra ra thì làm thêm các thức ăn, thậm chí là sáng chó nữa. Có ai đây ăn chó không? Sáng chó nó có phải là sáng chó rồi sáng lợn được kiểu ha? Sáng chó đôi khi nó sẽ có bị của bên não nữa ha, hoặc là ngoài da. Và amylalipa thì trong bệnh lý tùy, đặc biệt là trong những trường hợp mà Amela thì tăng sớm, giảm sớm trong vòng 24-48 giờ. Còn Lipa thì tăng muộn hơn và duy trì lâu hơn. Và cái này có nói rồi này. Và thêm mình có thêm cái bộ 3 chẩn đoán này, các bạn biết thêm. Thì lâm sàng 21 có thêm cái bộ 3 chẩn đoán là alpha fetoprotein, alpha fetoprotein, tức là AT, APL3 và Pika. Thì cái hai thì trong những trường hợp này thì nó làm tăng độ nhạy của chẩn đoán lên, cho nó cao độ nhạy lên, vậy là phải vào đầu tiên cái 8-5 trăm, như vậy là 3 chẩn đoán. Còn nếu đơn thuần cái thằng này không thì mình cần phải kết hợp thêm chẩn đoán hình. Tất nhiên là cái gì cũng phải có kết hợp với chẩn đoán hình hết, nhưng trong những trường hợp chẩn đoán hình không có điều hình thì cái thằng này nếu mà ba thằng đều tăng cao thì khi đó mình phải ý rất là nhiều ACC. Rồi xe một cái ít thôi rồi. Xét nghiệm nước tiểu thì amylamiệu, trong những trường hợp mà amylamiệu nó trở về bình thường rồi thì amylamiệu nó cũng có thể còn tăng nhẹ. Thì trong những trường hợp mình ngồi cứu lại bệnh nhân, xem bệnh nhân vào viện với một cái cơn đau vùng thượng vị đâu, hoặc là đau âm vị vùng thượng vị đâu dù ban đầu, sau đó nó đau giảm dần giảm dần, mà amylamiệu nó chỉ còn tăng nhẹ dưới tiêu chuẩn chẩn đoán thì là dưới 300. Tiêu chuẩn chẩn đoán của mình là trên 3 lần dưới hàng trên, là dưới hàng trên của mình là 100. Mà dưới 300 thì khi đó mình có thể phối hợp với làm thêm amila nhiều thêm, hoặc là đôi khi nó là amila nó không tăng đáng kể, phối hợp tăng thêm. Thì đa số trong những trường hợp mà khi amila máu tăng cao thì amila hiệu nó tăng kèm theo. Tuy nhiên lưu ý amila nó có thể tăng trong những bệnh cảnh khác, ví dụ như quay bị. Rồi bilirubin thì về mặt lý thuyết thì bilirubin nó sẽ có hai thằng, là thằng trực tiếp và thằng gián tiếp, đúng không? Vì thằng trực tiếp á, tức là thằng đã liên hợp thì thằng đó tan được trong nước, còn thằng chưa liên hợp tức là thằng gián tiếp thì thằng đó không tan được trong nước. Thì trong cái vận chuyển trong máu thì thằng gián tiếp nó sẽ vận chuyển bởi albumin, và khi được vận chuyển albumin từ quá hóa hemoglobin trở thành bilirubin rồi chuyển thành bilirubin, gián tiếp sau đó nó lại được vận chuyển bởi albumin quay về gan, gan thì nó lấy trong đó nó liên hợp xong thì tạo thành đường tiết, xong đó nó xuống ruột. Thì xuống ruột xong làm gì? Bắt đầu có thì oxy hóa rồi nó chuyển thành các cái gì, nó như là trở thành globulin đúng không, và thêm cái thằng kia stepo gì đó. Thì thằng stepo đó thì nó đi xuống trong phân để làm cho phân có màu vàng, còn cái thằng này thì lại được hấp thu vào máu trở lại một phần thì đi xuống nước tiểu, và một phần thì quay lại chu trình đường gan ruột. Rồi như vậy thì đối với trong những trường hợp mà cái thằng và da tác mật này khi có tác mật thì bilirubin thì gián tiếp đi về tích hợp nhưng trực tiếp không có xuống được, cho nên áp lực đường mật cao đẩy bilirubin trực tiếp vào máu, không có xuống được bên dưới dưới ruột, thì nó đẩy trực tiếp vào máu làm bilirubin trực tiếp tăng, trong khi đó dưới ruột thì lại không có cái thằng làm bàn thân nó tạo sự đẹp cô gì đó, đẹp cô proren gì đó, đúng không? Thì không có cái thằng làm bàn phân thì nó sẽ dẫn đến phân bạc màu. Còn vàng nhá, đối với cái thằng này trước gan hay sau gan gì đó đều làm cho cái kiểu sậm màu đấy. Sậm màu ở trước gan là do gì? Bilirubin, các bạn lưu ý là bilirubin liên hợp là nó không có được thải qua nước tiểu được ngay vì nó gắn với albumin. Trừ trường hợp nào nhưng nó thải qua nước tiểu được, đó chính là trường hợp bệnh nhân có hội chứng tự tử. Thì nó mới thải qua được thận, còn bình thường thì nó sẽ được lọc qua không được lọc qua cầu thận. Thế bình thường lọc qua cầu thận
tuần. Mình không nhớ mình mới hỏi chứ, tự nhiên mình trong đầu mình nhớ cái gì đó chiều đó nên mình mới hỏi ha, không nhớ. Rồi, đó là xét nghiệm ha. Thứ hai là chính là cái hội chứng, cái xin lỗi, cái cần nó sao thì nó mới làm, thì cần nó mới làm. Và mình sẽ đầu tay trong cái định lý năng lực của mình đó chính là siêu âm, siêu bụng tổng quát ha, là thằng đầu tay. Vì sao đầu tay? Vì các cái tạng đập đặc biệt là gan và túi mật nằm sát thân bụng cho nên rất là tốt. Nhưng ruột thì thằng này đôi khi nó không phải đầu tay đó, nhưng giá trị nó không cao bằng đấy trong siêu âm gan mật. Như vậy thì trong siêu âm gan mật ở gan các bạn đôi khi các bạn cũng có thể phát hiện được tổn thương u gan, cũng có thể thấy được sỏi trong gan, sỏi trên đường mật. Cái điểm mà mình khó tí đó chính là cái đầu tủy, cái tủy nhất thì hơi khó tí vì nó nằm hơi sâu. Cho nên tủy đôi khi bị che lấp bởi các cái quai ruột, cho nên tủy hơi đôi khi hơi khó. Nhưng nó cũng sẽ có được những trường hợp là mình có thể quan sát được đầu tủy hoặc là quan sát môi giảm tiếp, giảm ống tủy và giảm ống chủ, nhưng không rõ nguyên nhân. Mà do đầu cuối ống chủ hơi khó cảm giác thì mình cũng có thấy được những cái hình ảnh giảm tiếp. Thì trên hình ảnh siêu âm sỏi thì mình sẽ thấy được cái gì? Tăng âm và có hình ảnh tổn thương ở phía sau. Tăng âm và có hình ảnh tổn thương ở phía sau. Đây là một cái viên sỏi vùng cổ tiết mật. Thì cái sỏi này các bạn thấy nó tăng âm này, tăng âm và phía sau nó có màu đen. Đó là tăng âm và có màu đen phía sau, có màu đen phía sau và có màu đen đó. Cái này thì mình còn thấy hơi mờ tí, mình thấy được cái thành cái vật nhảy và có một cái dịch con cái vật thì người ta có rất là vào cái vật luôn. Còn đến cái hình ảnh này thì mình có thể ở trong gan thì mình còn ngoài cái khảo sát đường mật ra thì mình còn khảo sát thêm thể một cái mạch chùa nữa. Doctor mình còn khảo sát thêm mạch máu được. Vì thế hình ảnh này thì các bạn sẽ thấy cái hình ảnh huyết khối lắp trong lòng của mạch chùa trong những trường hợp mà u gan. Rồi siêu âm mình này là siêu âm qua thành bụng. Còn mình còn có một cái phương thức nữa là siêu âm qua nội soi. Thì siêu âm qua nội soi có giá trị rất là cao trong những trường hợp trên những cái vùng ống tiêu hóa hẹp, đặc biệt là vùng tha phong vị, vùng mạch tá tràng. Đó là những cái vùng mà siêu âm nội soi chiếm ưu thế tuyệt đối. Thì thậm chí nó còn chiếm ưu thế tốt hơn cả CT scan trong cái khảo sát đánh giá tổn thương tại chỗ với những tổn thương dưới 2 cm mà CT scan đôi khi không bắt hiện thêm trên hình ảnh. Và có thể là bạn đánh giá được số tử thận, đánh giá được các cái phần di căn tốt hơn cả CT scan. Cho nên siêu âm nội soi trong cái vùng đầu vị này gần như chiếm ưu thế hơn cả CT scan. Ngoài ra thì mình có thể kết hợp cái sinh tiết kim nhỏ trong những trường hợp mà mình ghi là các cái vùng quanh bóng ba tem. Vùng quanh bóng ba tem mình sẽ có bốn nhóm. Nhóm gì? Bốn thằng. Không quan tới đọc à? Dở bài ra nè. Không quan tới đọc à? Nếu mà u nhú ba te thì mình sẽ nhấc ngay luôn, không cần phải nong đi vào trong ống trụ nữa. Còn trong những trường hợp mà u đoạn cuối ống trụ thì mình cũng có thể đi vào trong ống trụ và cuối ống trụ và mình sẽ nhấc được. Rồi ít quang thì mình sẽ có các trường hợp ít quang là không thường á, ít quang bụng mà sửa sổ mà không sửa sổ, tức là mình vào cái mình chụp được. Thì hiện tại ít quang này hầu như không có giá trị nha. Mình ghi thêm là có gan to đẩy lên rồi. Nên khi mà chiếu hình ảnh ít quang thì đôi khi mình sẽ thấy gì? Cơ quan bên phải kém di động trong ác xe gan. Thì cái này không thể cảm thấy, nhưng trong trường hợp chụp chiếu, vừa chụp mà vừa chiếu, nên cơ quan khi mình đang thở, cơ quan bên phải kém di động thiếu ác xe gan ở đâu. Tuy nhiên cái này hầu như không có giá trị, nên nó có giá trị trong cái gì? Chẩn đoán phân biệt. Sẽ có hai cái bệnh cảnh mà đầu tiên mà đầu tay mình sẽ sử dụng ít quang cũng không sử dụng đó chính là thùng tạng rộng hay là thùng
phần mềm rộng và đặc biệt là phần mềm đủ cùng á, cùng dễ dàng tất cả. Và thứ hai đó chính là tác dụng. Nó còn cùng cùng ở phần dưới, cùng phần dưới, phần dưới ở bụng tức là dưới để mà treo cái đường ngang. Ha, phần dưới ở bụng thì đa số liên quan đôi khi âm tính, thì để âm tính khá cao cũng có cùng phần dưới bụng. Còn phần tầng dưới, tầng dưới ở bụng thì độ nhạy, độ phát hiện, khả năng phát hiện của liên quan từ 70-80%. Chứ như vậy thì nếu trong những trường hợp mà bệnh nhân có một cái đau gì vừa vùng mặt siêu phải hoặc là đau gì vừa hoặc là đau khoảng từng tư vùng mặt siêu phải thì ít quan này không phải là có giá trị chẩn đoán mà là chẩn đoán phân biệt, giúp cho mình phân biệt liệu rằng có hay không có tổn tầng rộng hay là có hay không có tắc ruột ở cái vùng đó hay không. Rồi cái ít quan thứ hai của mình đó chính là ít quan đường mật, thì mình sẽ có hai cái phương án tiếp cận đường mật, đó chính là phương án tiếp cận qua da và phương án tiếp cận qua nội soi đường mật ngược dòng. Rồi sau đường mật ngược dòng thì mình hay có cái từ là ESD đó. Rồi thì trong trường hợp này nội soi đường mật ngược dòng thì mình sẽ bơm vào trong đây, đây là cái ống nội soi người ta đi vào, sau đó người ta luồng vào, người ta bơm thuốc tạo quang đi vào trong ống ống chủ. Thì bơm thuốc tạo quang đi trong qua cái ống quang đen, bơm thuốc tạo quang lên thì các bạn sẽ thấy này, hiện lên được cái cây đường mật này, tất nhiên là bên này cây đường mật bên này nó đầy đủ hơn này. Hiện lên cái cây đường mật, thấy ống ống chủ nó giảm, thấy đầu cuối ống ống chủ có một cái số thuốc gì, huyết âm, huyết thuốc, huyết thuốc này có thể là sỏi, đa số là sỏi. Huyết thuốc mà từ trong thành ăn ra thì giống như kiểu ăn mòn, kiểu giống như ăn cái táo các bạn đang tìm miếng á. Huyết thuốc từ kiểu đó thông thường là tổn thương từ trong thành nó đi ra. Hay còn cái huyết thuốc mà từ không có thành nó còn tồn liên tục như thế này là thông thường là sỏi. Như vậy thì sỏi trên hình ảnh này, ACT này giúp cho mình quan sát được cây đường mật, tức là chụp được cây đường mật và gì can thiệp lấy sỏi, vừa điều trị vừa chẩn đoán vừa điều trị. Tuy nhiên á, chẩn đoán sử dụng cái này thì cũng hạn chế chứ không phải là thường dùng, nên chỉ định trong những trường hợp nào cấp cứu. Đối với sỏi ống mật chủ á, thì chỉ định chương trình trong đa số trường hợp đầu tay trong đa số trường hợp, nên khi cấp cứu thì mình sẽ lựa chọn chứ nên mà cấp độ một có sử dụng đầu tay không, không hả, cho nên cấp độ một thì mình qua trước từ độ hai hoặc là kết hợp với viên thủy cấp thì khi đó mình mới sử dụng nó ban đầu. Thì cái đa số là mình là phối hợp về, đa số là phối hợp để điều trị nha, đa số để điều trị chứ không phải là đa số để chẩn đoán này. Chẩn đoán trong những trường hợp mà đã được phương án trên không xâm lấn mà tìm không ra khi đó mình tìm nhớ thế này. Tuy nhiên thì bữa nay á mình có cái gì rồi, MRCP, MRCP tức là MRI có chụp hình đường mật. Thì MRCP nó thay thế cái chức năng chẩn đoán bằng chụp hình đường mật này, chụp hình cây đường mật rồi. Cho nên cái vai trò hiện nay của nó thì chủ yếu vẫn là điều trị là được. Rồi cái thằng thứ ba mà liên cũng là chụp qua, đó chính là chụp mặt. Ví dụ mình có thêm một cái thằng nữa là chụp, cái này là chụp đường mật dòng nha. Còn chụp đường mật xuôi dòng tức là từ trong mình bơm thuốc từ trên xuống, mà muốn tiếp cận từ trên xuống thì mình phải chọc đường mật xuyên ngang qua da. Thì khi đó mình mới đưa cái ống đi vào trong đường mật được. Thì muốn chọc đường mật xuyên ngang qua da thì phải cái siêu âm của mình á, siêu âm của mình có thể giúp cho mình hỗ trợ cái chẩn đoán, hỗ trợ cái vị trí để xác định đường vào. Thì chọc đường mật xuyên ngang qua da hay còn gọi tắt là PTPD, hay là chọc túi mật xuyên ngang qua da gọi tắt là PTPD. Hay có các bạn đi lâm sàng các bạn sẽ nghe cái từ đó. Khi đó thì hiểu thêm. Nói qua thì các bạn có quán nghe qua thì mình cũng nhớ. Thì đối với chọc đường mật xuyên ngang qua da thì mình sẽ có hai phương án tiếp cận. Một là trong những trường hợp đường mật dạng lớn mình phối hợp mình chỉ đơn thuần làm siêu âm thôi, còn trong những trường hợp đường mật nhỏ mà mình sẽ phối hợp thêm PSA tức là chụp mặt kèm theo. Thì trong những trường hợp mà thì đa số trường hợp mà mình đều chụp qua siêu âm là thành công hết. Thì cái trên hình ảnh này mình không có thì người ta cũng chụp khi vào đường mật, sau đó người ta bơm thuốc vào ngay đường mật thì cũng chụp hình ra lại cái đường mật thôi. Và cái trường hợp thứ ba mà mình chụp ít quang đó, thì đây là cái trường hợp mà người ta đưa cái này là chụp mạch máu, ít quang mạch máu hay là còn gọi là chụp mạch số hóa số nền, PSA, chụp mạch số hóa số nền. Thì các bạn sẽ thấy là người ta sẽ luồng vào thông thường cái vị trí mình có thể lựa chọn vào mạch đùi, sau đó đi lên vào gì, động mạch gì, động mạch thân tạng, động mạch thân tạng, sau đó qua động mạch chân trung rồi lên động mạch gân riêng và bắt đầu bơm chất tạo quang vào.
thì bên này CT scan các bạn sẽ thấy hai cái đốt bắp của các con ở bên này. Và thì tương ứng với trên này thì các bạn sẽ thấy hai cái vùng á máu nó tăng tưới, được chưa? Thì nó sẽ tương ứng với vùng này. Thì khi xác định được cái vùng tăng tưới máu và kết hợp với mình thấy được cái mạch máu nuôi rồi, thì khi đó mình sẽ bơm hóa chất hoặc là cồn để tiệt cái mạch nuôi mà mạch nuôi thì về sau khối u nó sẽ tự hoại tử. Thì đó là một trong những cái phương pháp điều trị. Như vậy thì đa số các cái quang can thiệp này thì hiện nay đều dùng để điều trị hết chứ không có dùng để chẩn đoán. Có trong những trường hợp mà bên kia người ta không có áp dụng được. Ví dụ như một cái bệnh nhân chống chỉ định phẫu thuật MRCT, tức là chống chỉ định phẫu thuật MRI cho bệnh nhân có standard bằng. Standard bằng thì hiện nay thì nó cũng có những cái loại scan mà chúng ta nêu rồi, cho nên bắt đầu nó sẽ có áp dụng được những cái loại cũ hoặc là những bệnh nhân đặt máy tạo nhịp hoặc là bệnh nhân có bộ xương trước đó. Các cái dụng cụ phụ hoàn toàn là kim loại thông thường chứ không phải titanium thì nó sẽ gây nhiễu, thì mình không cần tham gia được. Trong những trường hợp đó thì đôi khi mình sẽ sử dụng cái phương pháp này, tức là nội soi đường tiểu dòng. Rồi tiếp đến là đối với CT thì nó có giá trị hơn với siêu âm. Cái này thì lý thuyết môn nào nói rồi, giá trị hơn ở đâu? Giá trị hơn thứ nhất là xác định được các cái tổn thương vị trí cụ thể, số lượng nếu có nhiều hay không. Chứ đôi khi nó bỏ sót vì nó mang tính chất chủ quan và kinh nghiệm của người làm. Còn cái này mang tính chất khách quan, ai cũng nhìn thấy được hết. Người này thấy một viên, người kia thấy hai viên, nhưng cuối cùng đang dùng lại với nhau, ai đúng ai sai thì người đúng hay người sai sẽ tự biết. Còn bên này siêu âm mà tôi nói hai viên lo tin chứ không có nhiều. Giờ tại đâu có thấy được có siêu âm đâu, đúng không? Không có tạo được. Cho nên siêu âm thì mang tính chất chủ quan, mặc dù nó tiện lợi đi đâu làm được hết, để tiền làm thích làm khi nào làm. Phụ nữ mang thai cũng có thể làm được, nhưng trên cái CT được cái ưu điểm của nó là khách quan và độ đặc hiệu của độ nhạy cao hơn. Và ngoài ra thì nó còn phát hiện ra đối với những cái trường hợp mà u di căn ra thì nó còn giúp cho mình phát hiện ra các cái khối u ở vùng ở bên dưới của vùng, ví dụ như u thận, u đại tràng, u trực tràng, u vùng trực. Còn siêu âm đôi khi nó sẽ bỏ sót vì đôi khi đến những bệnh nhân vào cấp cứu người ta làm nhanh, hoặc là đến những bệnh nhân phòng khám người ta được tập. Bụng nó hơi chướng, bệnh nhân vào bụng hơi chướng nhẹ thì siêu âm nó sẽ bị bỏ sót tổn thương. Đặc biệt là vùng bụng mà khi có hơi nhiều siêu âm, hơi là kẻ thù siêu âm rồi. Cho nên đôi khi CT nó sẽ để tạm hơn trong những cái trường hợp mà xác định tổn thương trong một bụng. Rồi còn đánh giá giai đoạn tiếp theo T nè, T là tumor, N nốt và M gì? Medi. Medi. Rồi thì mình sẽ đánh giá theo tin nha, được chưa? T thì nói chung là cái này thì tùy thuộc vào là u mình có T1, T1, X này là X ngang ha, X2S hoặc là TISS1S. TIS tức là mình không X2S đó, là mình không có biết là có u hay không có u. Còn TIS thì mình sẽ biết được là u đó là u mới điên lớn như nào thôi, chưa xong lớn ướt chuyên niệm. Rồi T1 bắt đầu xong lớn ướt chuyên niệm, T2 bắt đầu xong lớn ướt cơ, T3 bắt đầu xong lớn ướt dưới thân mạc, T4 bắt đầu xong lớn gì? Nhưng mà nó ngoài thì đó là những cái vấn đề đánh giá thêm của đợt T. Và cái N thì mình phối hợp thêm số lượng đặc rồi. Và đặc điểm cái tổn thương thì mình có hai cái tổn thương mà mình đôi khi mình hay nhầm lẫn với nhau, đó chính là HCC và ICC, tức là ung thư gan nguyên phát, ung thư tế bào gan biểu mô tế bào gan nguyên phát và ung thư biểu mô đường mật trong gan. Đôi khi hai cái thằng này đôi khi có phân biệt với nhau. Tuy nhiên thì đặc điểm của hai thằng này thì một cái thằng đặc điểm hiển hình của nó là nó thuốc nhanh và hạ thuốc cũng nhanh, tức là gì nhanh hết. Bơm vào chưa có ai sáng đèn thì nó sáng trước rồi, tức là mới bơm vào thì mặt chưa có ai sáng đèn là nó bật sáng trước rồi. Đây đây một ví dụ một cái khối u ở đây thì chưa có ai sáng đèn hết thì nó đã sáng trước rồi. Các bạn thấy đây là thì động mạch sáng này trong khi đó gan còn chưa sáng được mà nó đã sáng trước rồi, nó tăng quang trước rồi. Thì bên này thấy cái gì từ này nữa thì tĩnh mạch á, thì ra khi đó bắt đầu gì bắt đầu hấp thuốc, còn thấy hắn là tạt thuốc gần hết rồi,
Yeah, như vậy thì đó là một trong những cái đặc điểm điển hình của HCC. Tuy nhiên không phải những trường hợp nào nó cũng y chang như vậy đấy. Nó sẽ có những trường hợp mà u lớn hoặc là đa u. Thì khi đó vì do đa u bên trong nó bị bài tử vì sao? Đây là trường hợp u nhỏ hay u nhỏ và điển hình. Còn trong những trường hợp u lớn, nhiều u bên trong u bị bài tử thì nó cũng sẽ có biểu hiện gần giống như của cái thằng ung thư đường mật, là nó sẽ bắt thuốc giảm viêm. Ung thư đường mật là nó bắt thuốc giảm viêm, bắt thuốc giảm viêm. Tất nhiên thì đường mật thì đường mật đôi khi nó sẽ thằng này nó sẽ tạo thuốc nhanh hơn, nhưng đôi khi nó sẽ không có khác nhau nhiều lắm, vì do ra sao được cùng trung tâm nó đã bài tử rồi, cho nên máu nó không có dưới tới đó nữa. À, cho nên đôi khi biểu hiện trên hình ảnh nó thường giống nhau hai người hai thằng. Biết dần dần thì thêm sự lâm sàng, mai mốt đi lâm sàng mới biết chứ đúng không? Chứ không lẽ cứ học rồi hỏi lên hỏi cho đủ hết. Bảy dấu hiệu đâu à? Bao nhiêu dấu hiệu đâu? Hoàn thường hướng thân bị chu kèm gạt kết chín hương mà. Rồi thì ngoài ra thì trên hình ảnh này mình cũng thấy được là các cái tổn thương dạng nang, thì trong cái nang này mình thấy tầng dày bên trong con lỗ bắt thuốc thì không có bắt thuốc, chủ yếu bắt thuốc giảm viêm thôi. Kết hợp với trên lâm sàng quá thiệt, tuy nhiên cái hình ảnh này thì khả năng nghĩ là bác sĩ đang rồi. Trên hình ảnh này thì các bạn sẽ thấy được một cái viên sỏi ở vùng này, viên sỏi ở vùng này, và cái này thì thằng tư mật dày ở đây nó sẽ có những cái điểm bị mất liên tục, và thằng tư mật tức là cái vùng mà vùng nhìn cái vùng thành tuyến mật nó không tự nhiên, cả thành cả nguyên và tuyến mật nó bắt thuốc này, nguyên và thành tuyến mật bắt thuốc, tự nhiên có cái vùng này nó có một điểm huyết thì khả năng cao là viêm tuyến mật hoại tử. Thì đó nên là mình cần phải để ý cái nhiều density thì nên là của viêm tuyến mật sau này các bạn đi lâm sàng các bạn gặp rất là nhiều tuyến mật, thì mình cần phải đánh giá kích thước của tuyến mật đường kính trước sau như thế nào, đường kính trước sau thông thường trên 40, bề dày trên 4mm, rồi có thêm đối gọi viêm máu cục dưới tuyến mật kính trên hình ảnh này, không có tâm nhiễm viêm xung quanh thì mình có tâm nhiễm viêm xung quanh hình ảnh này, có tâm nhiễm viêm xung quanh này, và dịch xung quanh có không, dịch xung quanh thì không có, dịch xung quanh thì trên hình ảnh này hơi mờ mình không thấy rõ nhưng thấy có vùng này mất liên tục của thành tuyến mật, và có nguyên nhân của mình ở đây là viêm tuyến sỏi, cái đó cũng có ví dụ. Rồi, với em tức là cổng thần từ đó, cổng thần từ thì thông thường thì các bạn, cái nguyên tắc của cổng thần từ là chỗ nào nhiều nước thì nó sáng, chưa? Nguyên tắc đó, nguyên tắc thông thường nè, nó sẽ có những cái chuỗi xung xóa nước xóa mở các kiểu, nhưng cái hai cái chuỗi xung cơ bản của mình đó sẽ thành thêm một cái nước và thêm hai cái nước, thì hai cái chuỗi xung này thì chỗ nào nhiều nước thì nó sáng, chuỗi xung nào nhiều nước nó sáng, tức là nhiều trong các cổng nó sáng. Hoặc chưa nói làm chưa? Hả? Hay là đã học chưa? Học rồi đúng không? Đã bài rồi. Học giỏi quá em. Thông thường là chữ xung T2 T2 thì các bạn thấy là chữ xung T2 trên các cái mô mà nhiều nước các em nó sáng, ví dụ như mô viêm hay là dịch nội tụy hay là trong này là dịch mật chẳng hạn, thì chỗ nào nhiều nước hay là nhiều ion hoạt động là nó sáng lên, còn được bổ sung T1 thì ngược lại, bổ sung T1 ngược lại so với bổ sung T2. Tuy nhiên thì bổ sung T2 xóa nước thì nó khác nè, bổ sung T2 xóa nước thì nó vẫn không sáng. Mình sẽ có những cái bổ sung, ví dụ nó có rất là nhiều bổ sung T2 xóa nước, T1 xóa mở, rồi các cái kiểu T1 tạo người, T2 là người các kiểu nhiều lắm, hay là có bổ sung thứ 8. Từ sau này các bạn học về em trai các bạn biết thêm. Thì về cơ bản thì mình nhớ được hai chữ xung là trường hợp nào thì chữ xung nó sáng hơn, trên hình ảnh em ra nó sáng hơn, dịch nhiều nó sáng. Trên hình ảnh này thì mình sẽ có một cái điểm hình đường mật gọi là MACP, tức là sau khi mình xóa hết toàn bộ nền, mình chừa lại trên chữ xung T2 rồi mình xóa hết nền bên dưới, xóa nó đi, thì mình có một cái điểm hình đường mật MACP. Thì trên hình ảnh này các bạn thấy những cái viên sỏi này nó lấp đầy viên sỏi, từ có một chủ bên dưới là 1 viêm, 2 viêm, 3 viêm, 4 viêm, ở đây có mờ mờ còn có 5 viêm, 6 viêm, cái vùng này cũng có 7 viêm. Rất là nhiều gọi là chuỗi mật không? Mổ ra là mấy viên mật, mấy viên sỏi này thông thường mổ ra nhìn đẹp lắm, giống ổ trai, đẹp ổ trai đen đó.
có những trường hợp mà mình ở đây thì mình thấy cái gặp cho hồi trước mà mình làm một quầy đấy mình có, tức là mình đi đổ trú ở một trú đa khoa cho nên đi qua nào có đi đi thương hóa cũng có một máy ca mà một tay đen mà tiền nó đen bán thì chắc thành kiểu phú đô la luôn đấy. Điều sao không biết bán cho ai mua hết. Rồi ngoài ra thì mình có một cái bài đấy, ví dụ như là Hebrai Primovic. Cái Hebrai Primovic này thì mình sẽ tiêm cao đô không giống như cái tạm quan Hebrai tạm từ con tường mà mình sẽ chờ 20 phút xong đó mà đánh giá. Thì trong những cái dùng chất tạm quan đặc hiệu Primovic, tức là Hebrai là đường hô đó. Rồi ICT, hàng cuối cùng của những lâm sàng. Như vậy thì cái CT này thì hầu như không có ai chỉ định nó đầu tay hết, là thằng cuối cùng trong những trường đoán để tiêu tìm tổn thương di căn và trường đoán tiêu tìm với tổn thương lành tính hạ tính. Thì cái nguyên lý của nó là gì? Nguyên lý của nó là tiêm vào cơ thể một cái đồng vị cộng sản của glucose. Tức là một cái cơ thể bình thường của mình ấy, thì yêu cơ quan nào cũng sử dụng glucose hết. Thì khi một cái cơ quan về nguyên nhân về cơ bản ấy, thì một cái cơ quan hạ tính thì nó sẽ là tăng chuyển hóa, cho nên cái nhu cầu glucose của nó sẽ cao hơn cơ quan bình thường. Cho nên cái vị trí nào mà sau khi mình dùng PET-CT này nó tập trung nhiều cái đồng vị cộng sản này thì thằng nó là nguy cơ hấp dẫn cao hơn so với bình thường. Tức là nó đang dựa trên cái đặc điểm của tăng chuyển hóa đó để thu nhận glucose. Thì glucose bình thường nó cũng thu nhận và cái thằng glucose cộng sản này nó cũng thu nhận luôn. Thì lưu ý một cái đó chính là thằng này phê nhiễm cộng sản, có sử dụng phê nhiễm cộng sản. Còn lại nha, cho nên mình không có sử dụng đầu tay nha, thằng này là cuối cùng. Còn ở trong những trường hợp mà các bạn thấy mình nghi ngờ di căn thật là phải sao? Di căn thật mà đặc biệt là di căn thật mà mình không có tiếp cận được. Di căn thật tưởng đồng mình tiếp cận được không? Được đúng không? Di căn thật kẹt mình tiếp cận được không? Được. Di căn thật trong mổ mình tiếp cận được không? Trong mổ mình cũng tiếp cận được rồi. Ví dụ như một cái ung thư mà trong mổ mình cắt mình tiếp cận được thật thì mình tiếp cận được. Nhưng di căn thật trung thất các bạn tiếp cận được không? Rất khó. Rất khó để tiếp cận thật trung thất. Cho nên trong những trường hợp mà di căn thật mình tại vùng sâu mình không tiếp cận được thì phương án thì mình phải dùng đến thằng này, hoặc là đôi khi nó tổ chức cho mình đánh giá toàn thân để xem cái tổn thương nào nghi ngờ di căn. Xin tiếp theo thì cái thằng này là không phải chẩn đoán hình ảnh, nó là một cái phương pháp chẩn đoán các điểm bao mình sẽ xin tiếp theo thường mình sẽ xin tiếp dựa trên dưới hướng dẫn của siêu âm hoặc dưới hướng dẫn của CT scan trong những trường hợp siêu âm mình có xác định. Thì cái nguyên tắc của xuất huyết gan này thì các bạn lưu ý tham cái nguy cơ nó có hai nguy cơ chảy máu và nguy cơ bị tăng tan cái u. Tức là khi các bạn chọc cái kim vào trong cái u, sau đó các bạn rút cái kim ra thì trên cái đường đi của kim nó có nguy cơ giải cái cầu u đi trên cái đường đi đó. Thì đó là hai nguy cơ chính. Tuy nhiên thì nguy cơ lại tế bào u trên cái nguy cơ đó đối với HCC là khoảng đâu đó cũng cao hơn, nhưng đối với thằng ICC thì cao hơn. Thằng ICC thì cao hơn nhiều, cái thằng ung thư đường mật cao hơn nhiều. Cho nên trong những trường hợp mà mình đã có nghi ngờ ICC rồi mà với hình ảnh hình rồi mà với có khả năng cắt bỏ thì mình không có làm CT gan mà mình cắt bỏ luôn và làm CT luôn, chứ không có CT gan nữa. Còn đối với HCC trong những trường hợp nó không hiện hình, hoặc là trong những trường hợp mà mình nghi ngờ nhưng chưa chắc chắn thì mình có thể xuất huyết gan vì cái nguy cơ của nó là khoảng là 1% hơn. Còn đối với những trường hợp chảy máu nhìn chung thấp dưới 1%, chảy máu nặng đó dưới 1%, còn chảy máu vừa thì không có để ý, đa số chảy máu nặng là được. Nặng thì khoảng 0% đâu đó, còn đối với ung thư ác tính thì khoảng 0.4%, còn đối với ung thư mà là có u lành tính thì tỷ lệ còn nhỏ hơn nữa. Rồi, cái này thì sinh lý là hấp mật thôi, này quá chém gió rồi đúng không? Về quay lại về cái lâm sàng của các bệnh lý như vậy thì mình nãy là mình nói chung, còn bây giờ mình bắt đầu quay về một cái lâm sàng của chúng ta da tắc mật. Thì da tắc mật trên một cái lâm sàng thì mình sẽ khám vị trí vàng da, mình sẽ khám thứ nhất đó chính là bàn tay bàn chân, là cái vùng cao nhất đúng không? Sao thấy tay bằng bàn ta? Là chết rồi. Như vậy thì lòng bàn tay bàn chân là cái vị trí thường chỉ khám, còn đối với người nước ngoài á, đôi khi sao, đôi khi nó rõ ràng nhìn vào da nó rõ ràng rồi, còn người mình thì sao, thì da nó đang hơi bằng bàn, cho nên đôi khi nên các bạn cố gắng làm sao cho mình trắng lên tí nha,
để cố gắng làm sao cho mình đáng lên tí để giả sử những công việc chuẩn bị cũng phải sớm hơn. Rồi là mặt đây đầu tiên là một, thứ hai là gì? Mắt, cái tầm mắt và niêm mạc hả? Thứ ba là gì? Niêm mạc dưới lưỡi. À, thứ tư là niêm mạc dưới lưỡi. Như vậy thì mình có những vị trí đó là những vị trí mà mình khám vàng da. Và lưu ý thì đó là trường hợp vàng da kín đáo hơn, còn trường hợp mà vàng da nó rõ ràng rồi thì mình nhìn vào bệnh nhân đi vào mình là thấy rồi. Đó là trường hợp mà vàng da mình thấy bệnh nhân giống như là một cái bụi rơm đi vào, cái vàng đi tra cái bụi rơm. Các bạn quê các bạn thấy bụi rơm mới hả? Vậy hả? Hơi sậm màu hơn cái bụi rơm, hơi mới mơ, hơi bụi tí, giống như cái bụi rơm đi vào rồi, nhìn còn kè luôn. Thì lưu ý thì nên khám có những trường hợp mà nó sáng, cái vị trí đủ nó sáng, chứ không các bạn mà khám trong phòng tối giấc bệnh nhân thấy bệnh nhân được đẹp quá, nhưng mà phòng tối khám không thấy gì đâu. Và lưu ý thì hai cái lưu ý, thứ nhất là tăng beta carotene, và thứ hai đó chính là thuốc lá thì có thể đôi khi thấy cái vết thâm vàng nhẹ nhẹ, nhưng toàn thân thì không có vị trí nào vàng hết. Beta carotene thì có thể là gặp bàn tay nó chuyển sang màu vàng cam, còn thân thì không có vị trí nào làm được lại hết. Và hai cái triệu chứng triệu vàng sậm này do gì? Biomin trực tiếp tăng nước, được chưa? Còn phân bạc màu do biomin trực tiếp không có xuống được, cho nên không có sự phân hủy của biomin trực tiếp và không có cái nhóm hàng gì đó cetobilin, cho nên nó phân nó không có vàng. Tuy nhiên hai cái dấu hiệu này, cái dấu hiệu phân phân này chờ tới bạc màu thì thông thường là buồn rồi, cho nên cái dấu hiệu này hầu như mình không có dùng điện thân thì có, nhưng trong trường hợp sớm thì hầu như chưa có. Tức là trường hợp những trường hợp nó tắc mật mà nó tắc mật bán tật rồi thì chưa có đâu, giờ chờ cho nó chờ tới mức bạc màu thì thông thường là tắc mật hoàn toàn rồi. Có ai đây đi mất bạc màu không? Ngứa này thì thường cái cơ chế rõ ràng thì người ta vẫn chưa có rõ ràng, tuy nhiên thì người ta đặt ra giả thuyết là do cái muối bệnh này kích thích vào da, nó làm gây phá vỡ ra cái gì cho nó tế bào giải phóng cái vitamin lên nước. Thì cái hình ảnh bệnh nhân này, các bạn thấy cái hình ảnh này, các cái vết thâm trên da dọc theo da, thì đó là một trong những cái dấu hiệu của bệnh nhân đã có dấu hiệu muối trên tay. Nó giống như là kiểu giống như ta cái tổn thương da mà ra lứa tuổi á, kiểu ra lứa tuổi là có thể là có mới này, có bụi này, hoặc là có thâm, tức là có thể là thậm chí được thêm mới ngứa với lại xong có thể là có tổn thương mới nữa, giống như mới chảy máu luôn, hoặc là tổn thương cũ hơn, hoặc là tổn thương nó bắt đầu liền thì đó là gọi là tổn thương dạng như ngứa, tổn thương mà ra lứa tuổi nhất nhiều cái thương với các cái đặc điểm khác nhau. Có cái dấu hiệu kèm theo thì cái nam lúc này mình có đề cập tới rồi. Sinh hóa thì này cũng có đề cập rồi, thì đa số mình sẽ tập trung vào biểu biến tăng, trong đó thì không trực tiếp chứ không thế, giờ thì nằm trực tiếp chứ không thế. Còn DDT tăng, hai tầng này tăng, ASTRT có thể tăng thôi nha, có thể trường hợp không tăng, có thể tăng. Trường hợp tăng thì không thường tăng kèm theo trong những trường hợp mà viêm viêm đường hô hấp kèm theo thì có thể tăng, hoặc là sao, hoặc là có gì, nó sẽ tăng trong những trường hợp có thể là có viêm đường hô hấp hoặc là tăng trường hợp tắc mật cấp tính, ví dụ như do sỏi. Các bạn đi lâm sàng các bạn sẽ gặp những trường hợp mà nó thấy mình không có giải thích được trên lâm sàng, tức là men gan mình có những trường hợp mà sỏi với mật sau đó di trú rơi xuống không có chủ, sau đó bệnh nhân có bị tắc mật bóng quang, men gan tăng lên tới 2000. Và trong khi là toàn bộ các cái dấu hiệu của DCA thì không có gì hết trơn. Rồi tự nhiên sau khi nó hết cái điều của sỏi nó trôi xuống thì men gan rơi xuống, cho nên trong những trường hợp tắc mật cấp men gan cũng có thể tăng cao, còn cái giới hạn viêm cao bao nhiêu thì có nói không biết được. Rồi hình ảnh về chức năng đông máu thì tại nói rồi, và về hình ảnh đọc thì đa số đầu tay là số 1, tiếp theo đó là CT và MRI, cuối cùng mình mới làm các cái xét nghiệm thôi, nền tăng nhiệt. Về các nguyên nhân thì mình sẽ chia thành hai cái nhóm: tắc mật phía trên túi mật và tắc mật phía dưới túi mật. Ngoài ra thì còn một cái nhóm ít gặp, đó chính là tắc mật tại túi mật.
tắc mật tại túi mật có nghĩa là gồm có hai cái. Thứ nhất là hội chứng Mirisi. Hội chứng Mirisi là một cái hội chứng được gây ra do một cái viên sỏi vùng của túi mật lớn, của túi mật lớn nó bị viêm sơ dính, sau đó nó chèn vào ống thâm trung, hoặc là có thể nó gây rò cổ túi mật vào ống thâm trung rồi nó rơi xuống. Thì thông thường thì nó sẽ gây tắc mật kèm theo với một cái viêm túi mật. Đó là một cái gì, một cái thằng ung thư túi mật hiếm gặp. Cho nên cái nhóm này là nhóm hiếm gặp, cho nên hai nhóm thường gặp của mình đó chính là nhóm phía trên túi mật và nhóm phía túi mật. Đối với nhóm trên túi mật thì túi mật không có lớn. Đối với nhóm phía túi mật, ví dụ như u quanh bóng pate, u quanh bóng pate mình sẽ có u và u đang mất chủ, u đang phát tràng, rồi u như u vú pate và u đồng vị nhân những cái thằng đó, nó sẽ làm cho căng cái gì dịch mật xuống không được, thì nó sẽ đi lên từ túi mật. Như vậy thì túi mật dần dần nó sẽ giảm ra từ túi mật lớn, và túi mật lớn trong trường hợp đó đa số túi mật lớn không đông. Có trường hợp mà nó tắc vào túi mật sỏi tại túi mật hoặc hội chứng Mirisi này có biến chứng viêm túi mật thì nó sẽ là có đông. Còn sỏi túi mật, còn cái trường hợp này thì đa số có thể là không đông, nhưng cái trường hợp mà sỏi chung túi mật này thì mình thấy có đông, nhưng khám túi mật lớn có thể có hiện vì do đau trong những trường hợp này. Đâu nó sẽ làm ung mờ thì cái dấu hiệu của túi mật lớn. Rồi các nguyên nhân tắc cái trên túi mật thì mình sẽ có nhớ, các bạn nhớ lại là đường mật của mình bạn qua vùng tá lên phân vị, xong đó phân vị túi mật phía sau mình lên phân vị, đúng không? Mình quay về lại hai cái nào, hai tầng, đó chính là ống dẫn phải và ống trái. Như vậy thì tắc có thể có tắc mật ở trên cái ống túi mật đó, thì ống dẫn phải ống trái nó xuống trở lại thành ống dẫn luôn. Thì muốn sỏi tắc thì nó phải tắc cả hai bên ống gạt, là sỏi là hai bên ra, hoặc là sỏi rơi xuống ống thâm trung nhưng không xuống được nữa, thì đó là trường hợp sỏi gây tắc mật ở trên túi mật, trên ống túi mật. Trường hợp mà ngoài ra thì mình có ở trong trường hợp mà ung thư đường mật ngoài gan, ung thư đường mật ngoài gan hay là ung thư đường mật rốn gan thì mình sẽ có làm ngay lập tiếp đó, tức là u plaskin thì phổ biến 2-3 thuốc rốn. Thì sau đó các bạn học thêm về u plaskin, các bạn có thể nhắc qua các bạn như vậy. Và cái một cái thằng mà hay gặp trong các bệnh cảm ống tiêu hóa đi lâm sàng các bạn sẽ gặp rất là nhiều, đó chính là cái bệnh cảm của tắc mật do ung thư di căn hạch rốn gan. Thì đó là những cái bệnh cảm mà mình hay gặp trên lâm sàng. Như vậy thì sỏi cũng hay gặp này, u quanh bóng pate cũng hay gặp này, u đường mật rốn gan ít gặp, hiếm gặp, hạch chèn ép thường gặp, còn hội chứng Mirisi và ung thư túi mật tương đối hiếm gặp. Như vậy thì các cái bác sĩ của các bạn cần tập trung trong cái hội chứng tắc mật sau gan này, đó chính là sỏi, u bên bóng pate và u di căn hạch, chưa? Đó là những cái thằng thường gặp. Rồi, đó là hội chứng tắc mật. Bây giờ mình nói qua về nói chung về cái hội chứng vàng da của chung luôn. Thì vàng da của mình sẽ bao gồm vàng da trước gan, tại gan và vàng da sau gan. Ngoài ra thì mình sẽ có một cái cách phân chia khác, như lúc nãy mình nói với các bạn là mình sẽ có vàng da tăng biểu bì trực tiếp và vàng da tăng biểu bì gián tiếp, ok? Một trong hai cách phân chia. Thì mình cần phải trả lời là bệnh nhân này có thực sự có bệnh nhân này có bệnh nhân vào viện có thể là vì một cái đau hạ sườn phải, hoặc là có thể là vì một cái vàng da, vàng da mà bệnh nhân cảm thấy hoặc là người nhà nói. Thì khi bệnh nhân có một bất kỳ một cái triệu chứng nào trong cái bệnh lý răng mình mà trong đầu mình có nghĩ tới cái này khả năng có hội chứng vàng da, thì mình cần phải xác định câu hỏi đầu tiên, đó chính là bệnh nhân có vàng da hay không. Câu hỏi thứ hai sau khi mình xác định bệnh nhân có vàng da hay không thì mình phải trả lời đó là cái vị trí khả năng là cái của nhóm nào trước, tại và sau gan. Và câu hỏi thứ ba là nguyên nhân cụ thể của nó là gì. Nguyên nhân câu hỏi thứ ba thì thông thường mình sẽ kết hợp thêm một phân sản, tức là nguyên nhân cụ thể nó là gì. Còn trong hai cái câu này thì mình có thể bàn luận. Với một cái vàng da thì bệnh nhân vào viện với một cái lý do người nhà nói là bệnh nhân gần đây có vàng da, thì mình chưa biết đó là dấu hiệu cơ năng, lý do vào viện cơ năng là người nhà khai là bệnh nhân có vàng da nên đưa đi khám. Thì cái đầu tiên của mình là phải xác định cái này là có phải vàng da không hay là vàng do bệnh nhân khác. Và trường hợp thứ hai là trong cái quá trình mình thăm khám bệnh nhân vì một cái nguyên nhân bất kỳ nào khác, nhưng mình quan sát cái bệnh nhân có dấu hiệu vàng da thì mình cũng phải xác định là hỏi thêm các cái vấn đề về, thì cái này là thuộc về cái phần quá trình và xin có phương tiện với các dấu hiệu và lưu ý chẩn đoán xác định vàng da dựa vào bilirubin. Rồi cái này thì mình sẽ tham khảo trong sách của các thầy vào bây giờ. Như vậy thì nếu bệnh nhân có hội chứng vàng da, câu hỏi đầu tiên là có hội chứng vàng da không,
nếu mình nói không có nghĩa là bệnh nhân sẽ có gặp trong hai cái trường hợp là vàng da là một cái nguyên nhân do tăng carotene, do sử dụng carotene quá nhiều, tăng carotene quá nhiều vào trong đường ruột, đó nguyên nhân khác. Còn nếu bệnh nhân có một chứng vàng da thì vàng da này mình cần phải trả lời được nó là cái nhóm nào. Cái nhóm đầu tiên thì mình phải có đặc điểm của vàng da tức da hay không. Vàng da tức da thì hay gặp trong một cái thằng mà chỉ không phải cái thằng mà gọi là những cái bệnh nhân ha. Bệnh nhân đa số sẽ là những cái bệnh lý liên quan đến bệnh lý bầu cầu hạ bệ, bao gồm như bầu cầu liềm, bầu cầu gì, bầu gì bên ta, hoặc là các bệnh lý thalassemia chẳng hạn. Hoặc đôi khi á, cái bệnh nhân già có thể có này. Trường hợp này là bệnh nhân mình nói là các đặc điểm của vàng da trước da là hay gặp em trẻ lên trước 30 tuổi đó, các bệnh lý biểu hiện của vàng da mà mình biết có rồi và có các bệnh lý di truyền trước đó là có đã biết rồi. Thôi thì đó là vàng da trước da, nhưng những bệnh nhân già mới vào thì có sao? Nó sẽ có những bệnh lý ta biết, lớn tuổi ta biết và có kèm theo các thế nào? Lớn tuổi đó. Giờ thì đó là những cái liên quan đến sức khỏe hoặc là thậm chí là những bệnh nhân có truyền nhiều máu do gì khi chưa bị chưa bị thì da sẽ bị không hoạt động, thì không hoạt động thì hoàn cầu không có sản sinh, cho nên người ta phải đi vào viện truyền truyền máu nhiều lần, thì nên một bệnh nhân truyền máu nhiều lần đó thì mình phải làm da. Cái đầu tiên mình nhìn vô cũng như đó là nếu điều trị bệnh nhân không có đâu thì có bạn da được một giờ rồi thì nếu bệnh nhân có các đặc điểm của bạn da cái da nếu có thì nó để nó vào nhóm và nhân ra và tất nhiên thì cũng phải kiểm tra lại điều kiện toàn của chúng tôi và phải điều trị cái nguyên nhân. Thì thông thường thì cái bệnh nhân này thì thông thường nó sẽ có gì, gan to, rất to kèm theo mảng cũng được, chỉ có mảng kéo dài nên gan to rất to là cảm cũng có hợp thêm thì nó cũng cho cảm nhận được thì đó, nhưng gan to rất to nó cũng có thể nói là gì được. Thì gan to rất to thì nó có thể là các bệnh tật của gì thay đổi thành của nó cũng có cho nên nó cũng có thể là da tại gan. Trường hợp thứ hai nếu mình loại trừ đi không có các dấu hiệu da trước gan rồi thì khi đó mình bắt đầu mình tới thì rằng có thể da sau gan không, da sau gan thì gì hả? Nhưng về sau thì mình đừng phải làm theo mình học cái mình học khi đó mình mới tiếp tục được, nên không có còn là những vào lâm sàng cái tổng hợp toàn cây là cái cây của mình kiểu lâm sàng thôi. Và cuối cùng là sau khi có trừ khi đó mới là tới và da tại gan. Tất nhiên thì trong quá trình khai thác thì đôi khi mình cũng là được khó thì là làm da tại gan, và ví dụ như bệnh nhân tiền can có gì như gan B chẳng hạn đang điều trị và sau đó bệnh nhân bỏ đi thì có thể là một đợt cấp của gan B đó là bệnh lý thôi. Hoặc là bệnh nhân có tăng tiểu gì tăng tiểu không tăng, tức là đau hạn phải sốt gan lớn không thể thở được nữa thì nó sẽ gan đó, thì nó sẽ gan nó cũng có tế bào gan có thể từ đây thì tăng lưu ý gan tiếp và tăng tiểu không thể thở có. Và thì đây là nhóm cái nhóm tức gan và da. Thì ngoài ra thì trong sách của các thầy là ví dụ là có chia ra theo hai cái nhóm đấy, là nhóm dưới thì biết tên họ cần thứ 15 và thứ 15. Cái tên lâm sàng các bạn thường hay dùng theo cái này, tên lâm sàng này các bạn thấy thì da sẽ được các bạn nhấn vào hiểu thôi thì khó lên tí nữa thôi là xong rồi hả, là xong rồi trường tới rồi hay là muốn về luôn. Nói qua thì cái vấn đề này trên lâm sàng, thì trên lâm sàng các bạn thấy đôi khi bệnh nhân bị tăng huyết áp nhẹ có các cái dấu hiệu của đau cơ đau cổ, có nói rồi đó, có dấu hiệu đau cơ có tăng huyết áp nhẹ và
xong rồi. Các bạn có gọi gì không?